rể quý trời cho. Chương 961, lối nghĩ không nên có. Hai ngày sau, trong phòng, Lâm Thanh Diện nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, cơ thể không hề nhúc nhích, vẫn đang trong trạng thái ngủ mê. Trác Nhã đang đứng bên giường, sau khi nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện rất lâu, cô ta khom người xuống, bắt đầu cởi cúc áo của Lâm Thanh Diện ra. Khi cúc áo của Lâm Thanh Diện bị cởi ra, Trác Nhã nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của Lâm Thanh Diện, và cả phần bụng đủ 8 múi kia. Trác Nhã đang ở trong độ tuổi hoa si nhìn thấy cảnh này, đôi mắt lập tức sáng lên, chỉ thiếu trực tiếp chảy nước dãi lên người Lâm Thanh Diện mà thôi. Trời đất quỷ thần ơi, dáng người của thằng cha này cũng quá đẹp rồi, thật sự nhìn một cái thôi liền khiến người ta sinh ra lối nghĩ không nên có đó. Trác Nhã tự lẩm bẩm, càng nhịn không được mà cởi quần áo cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện ngoại trừ dáng người gần như là hoàn mỹ kia, thì trên làn da màu đồng còn có không ít vết sẹo, càng khiến cho anh tăng thêm 3 phần khí phách. Con gái bình thường hoàn toàn không có lực kháng cự với body như vậy, con gái nhìn thấy body như vậy, cũng chả khác gì đàn ông nhìn thấy phụ nữ có bờ mông đẫy đà vậy. Nếu như không phải Lâm Thanh Diện lúc này vẫn đang hôn mê thì Trác Nhã không chắc mình có trực tiếp lao lên người của Lâm Thanh Diện, làm gì một số chuyện không thể miêu tả gì không nữa. Sau khi cởi áo trên xong, Trác Nhã không có ngừng lại, sau khi nhìn chăm chăm vào quần của Lâm Thanh Diện một hồi, trên mặt lộ ra vài phần đỏ bừng e thẹn, nhưng vẫn vươn tay ra hướng về phía thắt lưng của Lâm Thanh Diện. Cô ta thử rút thắt lưng của Lâm Thanh Diện ra, nhưng bởi vì Lâm Thanh Diện nằm yên bất động, cho nên làm thế nào cũng không kéo ra được. Ai da, thật đúng là, vậy mà lại không kéo được, bỏ đi, cứ trực tiếp cởi ra cho anh ta là được rồi. Trác Nhã tự nói một câu, sau đó liền đi về phía chân giường, hai tay túm lấy ống quần của Lâm Thanh Diện, muốn dùng sức kéo quần của Lâm Thanh Diện xuống. Chính vào lúc này, truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Sau khi nhìn thấy áo của mình đã bị cởi, quần đã bị kéo ra một nửa, anh nhanh truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Hoặc và cảnh giác nhìn Trác Nhã, mở miệng hỏi, cô làm gì vậy? Trác Nhã không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ tỉnh lại vào lúc này, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện kéo quần lại, còn có chút chưa phản ứng lại kịp. Đợi sau khi hồi thần, mặt cô ta lập tức đỏ bừng xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện nữa. Tôi chỉ là thấy anh nằm trên giường lâu như thế, cho truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Âm như tiếng muỗi kêu. Lâm Thanh Diện căn bản không tin lời của Trác Nhã, mở miệng nói, cô đừng hòng gạt tôi, có phải cô có suy nghĩ không nên có nào với tôi, muốn nhân lúc tôi ngủ mê mà ra tay với tôi không? Trác Nhã lập tức ngây người, sau đó có chút tức giận mà nói với Lâm Thanh Diện, ê, anh nói chuyện chú ý một chút được không, ai muốn nhân lúc anh truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Người gì vậy? Nếu không phải như vậy, sao cô lại cởi quần áo của tôi, hơn nữa lúc nãy tôi nhìn thấy ánh mắt của cô, rõ ràng đang nhìn vào chỗ không nên nhìn. Lâm Thanh Diện không tin lời của Trác Nhã. Vẻ mặt Trác Nhã ủy khuất. Nói, người ta chỉ là thấy anh nằm trên giường 2 ngày rồi, cơ thể sắp bốc mùi rồi nên muốn cởi quần áo lấy khăn lau cho anh thôi, truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thoải mái một chút, không ngờ anh thế mà lại nghi ngờ tôi thật đúng là não uống nước nên mới muốn chăm sóc anh như vậy. Nói xong, Trác Nhã còn vươn tay chỉ chậu nước và cả khăn lông trên mặt đất. Lâm Thanh Diện nhìn vào chậu nước và khăn lông trên mặt đất một cái. Phát hiện Trác Nhã hình như là thật sự muốn lau người cho anh, biết mình có thể đã thật sự truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Lại liền nhìn thấy cô đang cởi quần áo của tôi, còn bày ra bộ dạng như sắp chảy nước dãi nữa, cho nên tưởng cô định làm gì tôi, là tôi nghĩ nhiều rồi. Lâm Thanh Diện vội vàng giải thích. Cùng với sự phát triển thực lực của Lâm Thanh Diện, ảnh hưởng của tác dụng phụ của bí pháp đối với anh đã không mãnh liệt như lúc bắt đầu nữa. Cho nên lần này chỉ là truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Rồi, nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trong lòng Trác Nhã càng không vui, cô ta không ngờ, Lâm Thanh Diện vậy mà lại nói cô ta lúc nãy bày ra bộ dạng như sắp chảy nước dãi. Cô ta theo bản năng sờ sờ khóe miệng của mình, sau khi xác định vốn không có nước dãi thì trong lòng mới khẽ thở phào. Bộ dạng của mình lúc nãy có khoa trương như vậy ư, thằng cha này đúng là quá đáng ghét. Vậy mà lại nói mình như vậy,
anh ta cũng thật quá tự luyến, truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Chứ, rõ ràng một thân toàn mùi mồ hôi, bổn cô nương còn né không kịp nữa kìa. Chắc truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cơ thể của Lâm Thanh Diện một cái, nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thanh Diện nhìn thấy bộ dạng tức giận của Trác Nhã, cũng có chút ngại ngùng, cảm thấy mình nghĩ về một cô gái như vậy quả thực có chút không thỏa đáng lắm, liền áy náy mà nói, xin lỗi, trong thời gian tôi ngủ, cảm ơn cô rất nhiều, bây giờ tôi đã hồi phục lại rồi, cho nên không cần cô lau người giúp truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Sang một bên, không nói chuyện. Sau đó Lâm Thanh Diện kiểm tra trạng thái cơ thể của mình một lát, sau khi xác định không có vấn đề gì lớn thì vào phòng tắm tắm một cái. Trác Nhã đã chuẩn bị quần áo để thay cho Lâm Thanh Diện từ trước, cho nên Lâm Thanh Diện cũng không cần tiếp tục mặc quần áo trước đó. Sau khi tắm xong, Lâm Thanh Diện lại bày tỏ sự cảm ơn của truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Ra bộ mặt bất mãn nữa, dù sao nói cho cùng, cô ta quả thực có chút thèm thuồng body của Lâm Thanh Diện, hơn nữa Lâm Thanh Diện là ân nhân cứu mạng của cô ta, lại là cấp trên của cô ta làm sao có thể thật sự tức giận với Lâm Thanh Diện chứ? Bây giờ anh đã tỉnh lại rồi, chúng ta có phải nên về cứ địa huấn luyện không? Trác Nhã nhìn truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Sau đó mở miệng nói, nhưng trước khi chúng ta về, còn có một chuyện phải làm. Chuyện gì? Trác Nhã lập tức tò mò mà trừng to mắt mình ra. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn sang Trác Nhã, nói, giải thích rõ ràng với người nhà cô, hai chúng ta chỉ là giả bạn trai bạn gái thôi. Sau khi Trác Nhã nghe thấy, bộ mặt lập tức cụt hứng, mở miệng nói, ai ya, chuyện có chút xíu, giải truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Về trước đi, đợi sau này tôi sẽ giải thích đàng hoàng với bọn họ. Không được. Bây giờ đi luôn. Lâm Thanh Diện trực tiếp từ chối lời của Trác Nhã. Trác Nhã lập tức phồng mồm lên, nhìn trông vô cùng không vui, nhưng cô ta cũng không ngăn Lâm Thanh Diện được, cho nên chỉ đành đi đến chỗ mà người nhà họ Trác bây giờ đang ở sau khi sửa soạn xong. Hai người cùng đi vào bên truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thoại cho Trác Viễn Thần, đám người nhà họ Trác lúc này đều đã đợi chờ trong phòng khách. Đợi để cảm ơn ân nhân cứu mạng là Lâm Thanh Diện. Sau khi hai người đi vào, Trác Viễn Thần vội vàng đến nghênh tiếp, vẻ mặt đầy ý cười, bây giờ thật sự ta càng nhìn hai đứa thì càng thấy xứng đó. Lâm Thanh Diện, Trác Nhã có thể tìm được người bạn trai như cậu, thật sự truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Diện lập tức mở miệng nói, ông cụ Trác, thực ra mối quan hệ bạn trai bạn gái của tôi với Trác Nhã là giả vờ thôi. Là Trác Nhã vì muốn né xem mắt nên mới nghĩ ra cách này. Sau khi nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, Trác Viễn Thần lập tức ngây người tại chỗ. Chương 962, có suy nghĩ gì về việc lấy vợ bé? Kìa, giả thôi, Trác Viễn Thần có chút không dám tin mà nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, cậu đừng đùa với tôi nữa, cái chuyện này sao có thể tùy tiện giả vờ chứ, tôi thấy giữa cậu và Trác Nhã khá là ngọt ngào mà. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn sang Trác Nhã. Nói cô tới giải thích đi. Trác Nhã rõ ràng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nhìn sang Trác Viễn Thần nói, ông nội, anh ta nói thật đó, hai đứa bọn cháu thật sự chỉ là giả bạn trai bạn gái để tránh xem mắt mà ông sắp xếp cho cháu mà thôi. Khuôn mặt già nua của Trác Viễn Thần lập tức đen lại, có chút tức giận mà nhìn Trác Nhã, mở miệng nói, con nhỏ này, thật sự là tức chết ta rồi, cái loại chuyện này sao cháu có thể tùy tiện giả chứ? Ai ya! Cái này còn không phải bởi vì mấy đối tượng xem mắt mà trước đây ông tìm cho cháu căn bản không thích sao, cháu lại sợ ông mà kích động lên lại trực tiếp quyết định hôn sự của cháu, cho nên chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi. Trác Nhã có chút ủy khuất mà giải thích. Trác Viễn Thần vốn dĩ còn đang đắm chìm trong niềm vui có được một cháu rể nhân trung chân long, nhưng bây giờ lại được biết hai người bọn họ là giả, cái loại cảm giác thất vọng đó giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Ông ta hung dữ mà trừng Trác Nhã một cái. Sau đó rời mắt lên người Lâm Thanh Diện, đôi con ngươi đảo một cái rồi cười nói, Lâm Thanh Diện, thực ra bất kể là giả hay không, hai người các cậu đi cùng nhau đều trông rất xứng đôi, cho nên chi bằng hai người phim giả tình thật một lần đi, cậu và Trác Nhã nhà tôi thử quen nhau, nói không chừng sẽ thành đôi thật sự đó chứ. Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói ông cụ Trác nói đùa rồi, thực ra tôi đã kết hôn, hơn nữa còn có một đứa con gái,
Trác Nhã còn trẻ, muốn tìm được một người thích hợp là vô cùng dễ dàng, cho nên ông cụ Trác không cần quá lo lắng về vấn đề tình cảm của cô ta đâu. Trác Viễn Thần nghe thấy Lâm Thanh Diện đã kết hôn, hơn nữa còn có một đứa con gái, trên mặt lập tức viết đầy sự thất vọng. Ông ta nhìn Trác Nhã một cái, mở miệng nói, sao lại kết hôn sớm như thế chứ, không lẽ ta thật sự không có số có được cháu rể như thế này ư? Trác Nhã cũng bất lực mà nhìn Trác Viễn Thần một cái, lẩm bẩm nói, không phải là cháu không tranh thủ đâu, chỉ có thể trách cháu sinh ra quá muộn thôi. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Trác Nhã, lập tức quay đầu nhìn cô ta một cái, Trác Nhã vội vàng rời ánh mắt của mình đi, truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Không biết cậu có suy nghĩ gì về việc lấy vợ bé? Im lặng một hồi lâu, Trác Viễn truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thanh Diện đầy cạn lời, Trác Nhã cũng có chút kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ ông nội lại nhắc đến chuyện lấy vợ bé với Lâm Thanh Diện. Ông cụ Trác, tôi vốn không có suy nghĩ gì về chuyện lấy vợ bé, ông vẫn nên đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Lâm Thanh Diện nói, ngoài ra tôi có thêm một đề nghị với ông, chuyện tình cảm là chuyện cá nhân. Người khác cưỡng ép sẽ không truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đã là thế kỷ 21 rồi, người trẻ tuổi nên được tự do yêu đương, sau này ông cũng đừng nhúng tay vào chuyện của Trác Nhã nữa. Trác Viễn Thần bất lực mà thở dài, chuyện đến nước này, ông ta cũng chỉ có thể nở ra một nụ cười khổ với Lâm Thanh Diện. Trên xe về Bắc Cảnh, Trác Nhã suốt đường đi cứ buồn bã không vui. Hiển nhiên là rất bất mãn khi Lâm Thanh Diện bảo truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Anh ra ngoài chắc đã nhìn thấy khuôn mặt như đã già thêm mười mấy tuổi của ông nội tôi rồi đó, thật không hiểu tại sao anh phải nói chân tướng ra chứ, để ông nội tôi vui vẻ không được sao, đây chỉ là một lời nói dối thiện ý thôi, anh đúng là quá nhỏ nhen rồi. Trác Nhã lên tiếng ai oán với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện liếc nhìn cô ta một cái. Nói truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Ông ấy sẽ càng lớn. Vậy thì cứ giấu hoài không phải là được rồi sao? Trác Nhã bực bội mà nói. Ồ, theo như ý cô là định để tôi giả làm bạn trai của cô cả đời. Lâm Thanh Diện hỏi. Trác Nhã bị nhìn thấu tâm tư, lập tức có chút xấu hổ, lầu bầu nói, xía, ai thèm bảo anh giả làm bạn trai chứ, thật là tự luyến. Nói xong. Cô ta liền quay đầu đi, không quan tâm đến Lâm Thanh Diện nữa. Về đến Bắc Cảnh, Trác Nhã lại thay trang phục quân đội của mình, khôi phục lại sự lão luyện trước đây của mình, lại làm chỉ đạo viên của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện dùng thân phận cấp trên ra lệnh cho Trác Nhã, truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đạt, nếu không sẽ tiến hành xử phạt theo quy củ. Trác Nhã đương nhiên không phục. Nhưng đây là truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. V. Lâm Thanh Diện đi tuần sát tình hình huấn luyện của thần Long Vệ trước, sau khi chắc chắn bọn họ không hề lười biếng trong mấy ngày mình rời đi từ tình trạng cơ thể của bọn họ, Lâm Thanh Diện cũng hài lòng mà thống kê, sau đó xem xét mà tăng một số cường độ huấn luyện cho bọn họ. Đám người thần Long Vệ vẫn biểu hiện tích cực hơn vì Lâm Thanh Diện quay truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cường lượng huấn luyện của bọn họ, trong cả thần Long Vệ, lập tức lại đầy những tiếng oán than. Cùng với sự huấn luyện, tố chất cơ thể của đám người thần Long Vệ và cả thực lực đều được nâng cao rõ ràng, nếu như nói bọn họ trong quá khứ, ai nấy đều có thể mang danh hiệu binh vương, thì thần Long Vệ bây giờ... Mỗi một người đều là vua đánh thuê quốc tế trình truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Dựng nên khủng bố đến thế nào, chỉ suy nghĩ chút thôi thì cũng biết rồi. Khi huấn luyện tiến hành đến một nửa, Lâm Thanh Diện cũng bắt đầu dạy thần Long Vệ một số chiêu thức chiến đấu đơn giản dễ học, hơn nữa còn đặc biệt nghiên cứu một chiêu thức phối hợp đoàn đội cho bọn họ, để nâng cao sức chiến đấu khi đoàn đội tác chiến. Đám người thần Long Vệ sau khi học chiến truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Lâm Thanh Diện rốt cuộc mạnh mẽ đến thế nào, chiêu thức vốn dĩ nhìn rất đơn giản, sau khi Lâm Thanh Diện chỉ đạo lại có thể bạo phát ra uy lực vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Nhậm Thu Hùng thân là một cao thủ Muay Thái, sau khi học chiêu thức mà Lâm Thanh Diện dạy mới ý thức ra sự phong phú của võ đạo nước C. Trí tuệ mà lão tổ tông để lại quả truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Lâm Thanh Diện có chút bất ngờ chính là,
trong thần long vệ vậy mà lại có người mang máng có xu hướng luyện ra nội kình dựa vào thổ nạp chi pháp phiên bản học cấp tốc của anh. Tuy chỉ có vài người có xu hướng như vậy, nhưng đã vô cùng khiến người ta kinh ngạc rồi. Dù sao muốn bước chân vào ngưỡng cửa nội kình vốn đã gian nan, mấy người này tuy đều là cường truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Giờ có thể có vài người mang máng có xu thế luyện ra nội kình thì đã là một tin tốt rồi. Huấn luyện được tiến hành như lửa bỏng dầu sôi, Lâm Thanh Diện cũng nhân khoảng thời gian này khiến cho thần hồn của mình phát triển thêm vài phần, đối với uy lực khống hồn ấn cũng chắc chắn thêm một chút. Thời gian một tháng chớp mắt đã trôi qua, kế hoạch huấn luyện mà Lâm Thanh truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Một đội thần quân lột xác thành công đã xuất hiện trên cứ địa huấn luyện của thần Long Vệ. Mà sự cuộc so tài giữa thần Long Vệ và quân đoàn Nanh Sói cũng được kết thúc trong ngày này. Chương 963, hai quân so tài. Bãi diễn võ. Lần này sự so tài giữa thần Long Vệ và quân đoàn Nanh Sói được tiến hành ở bãi diễn võ này. Lúc này trên khán đài của bãi diễn võ, đã ngồi kín người, người có thể đến xem hai quân so tài đương nhiên đều là người có địa vị nhất định trong quân đội. Bọn họ có không ít người dắt theo người nhà bạn bè của mình tới. Cũng có một số người ngoài giới có thủ đoạn phi phàm, có thể có được tư cách vào đây cũng sẽ chạy đến xem sự đối đầu giữa hai đội quân mạnh nhất nước C. Lúc này ở vị trí chính giữa khán đài, có một đám người mặc võ phục thống nhất đã an tọa, trên ngực của mấy người này đều được thêu một cái nanh sói khí thế bức người. Mấy người này chính là cấp cao của quân đoàn nanh sói. Ngồi ở vị trí chính giữa nhất là một người đàn ông trung niên ở độ tuổi hơn 40. Người này chính là đội trưởng của quân đoàn nanh sói, Hà Bách Đình. Hà Bách Đình lúc này vẻ mặt đầy kiêu ngạo, tương đối ung dung mà trò chuyện với những người đến bắt chuyện với ông ta. Tuy quân đoàn nanh sói lần trước đã thua thần Long Vệ, nhưng vẫn là quân đội mạnh thứ hai của nước C, đương nhiên có không ít người muốn nịnh hót Hà Bách Đình. Mà Hà Bách Đình lần này có tràn đầy tự tin sẽ chiến thắng thần Long Vệ. Mấy người đến bắt chuyện với Hà Bách Đình, đa số cũng ôm suy nghĩ như vậy. Mà bọn họ sở dĩ sinh ra suy nghĩ như vậy, là bởi vì mọi người đều được biết, Tổng quản giáo mới nhậm chức của thần Long Vệ chỉ là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi thôi. Mấy người này tuy rằng đều truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thanh Diện thuộc hạng cơ mật cao nhất trong quân đội. Ngoại trừ Phương Tôn thì về cơ bản truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Diện. Còn về chuyện ban đầu Lâm Thanh Diện dùng sức một mình đối chọi năm đại thế gia cũng chỉ lưu truyền trong giới võ đạo, người trong quân đội đương nhiên không hứng đi tìm hiểu mấy chuyện này. Điều này khiến cho mọi người đều cho rằng Tổng quản giáo mới nhậm chức của thần Long Vệ chỉ là một tên non xanh không có kinh nghiệm. Tuy không biết tại sao anh có thể ngồi lên vị truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đều nhất trí cảm thấy, lần này thần Long Vệ còn muốn chiến thành đội quân nanh sói là tương đối khó nhằn. Hơn nữa đội quân nanh sói đã tìm được một cao thủ cảnh giới tông sư có thực lực cao cường làm quản giáo, chuyện này mọi người đều đã được nghe phong phanh rồi. Tổng hợp lại, sự trông đợi của mọi người đối với quân đoàn nanh sói đã vượt qua thần Long Vệ. Đội trưởng Hà. Truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cao thủ tông sư cảnh làm quản giáo, tôi nghe nói mấy tông sư võ đạo đó rất ít khi đồng ý mấy thỉnh cầu trong quân đội này, không ngờ đội trưởng Hà lại thật sự mời được, xem ra cuộc so tài lần này, quân đoàn nanh sói thắng là cái chắc rồi. Nói đúng đó, không biết vị tông sư đó ở chỗ nào, có thể giới thiệu cho chúng tôi không? Tông sư Trần đúng lúc có truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đến đây, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho mọi người. Hà Bách Đình cười nói. Đám người đều vui vẻ gật đầu. Tông sư Trần mà Hà Bách Đình nói chính là gia chủ của nhà họ Trần, một trong năm đại thế gia của giới võ đạo, Trần Tùy Lễ. Trước đây chiến đấu với Lâm Thanh Diện, Trần Tùy Lễ trọng thương suýt nữa mất mạng, sau này qua nhiều lần cứu chữa. Cuối cùng mới giữ được tính truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thủ Hạc, sau lần đó, thế gia võ đạo suy tàn, Vương Thủ Hạc đưa đám người nhà họ Vương chạy đến đảo quốc, còn Trần Tùy Lễ thì đi nương nhờ quân đội. Thân là một tông sư võ đạo, quân đội đương nhiên vô cùng xem trọng, lần này được Hà Bách Đình mời làm quản giáo của quân đoàn nanh sói, Trần Tùy Lễ cảm thấy may mắn của nhà họ Trần quay lại rồi.
chỉ là truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Nhậm chức của thần Long Vệ là Lâm Thanh Diện, hơn nữa là Lâm Thanh Diện mà ông ta quen thuộc nhất. Hà Bách Đình khinh thường Lâm Thanh Diện, cho nên cũng chưa từng nhắc đến tên của Lâm Thanh Diện với Trần Tùy Lễ. Tôi nghe nói quản giáo mới đến của thần Long Vệ chỉ là một thanh niên hơn 20 mấy tuổi, cũng không biết thống soái nghĩ thế nào nữa, vậy mà lại cho một tên oát con làm tổng quản giáo của thần Long Vệ. Lần so tài này, thần Long Vệ muốn thắng quân đoàn nanh sói thì khó. Truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Của thần Long Vệ đang mạnh, cho nên muốn đánh áp bọn họ, đây chính là cơ hội tốt. Truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thấy đám người đang mỉa mai thần Long Vệ, trên mặt cũng vô cùng vui vẻ, nhịn không được mà cười lên. Lúc này Nhậm Thu Hùng và Lâm Thanh Diện dắt theo một đám cấp cao của thần Long Vệ đi tới, sự so tài hôm nay chỉ là tỉ thí giữa các đội viên, bọn họ không cần lên sàn. Nhậm Thu Hùng nghe thấy lời của đám người hồi nãy, sau đó liền lạnh mặt nói một câu, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Trong tay thần Long Vệ chúng tôi, lần trước các người chỉ kém một chút, bây giờ thì kém xa rồi. Sắc mặt Hà Bách Đình lập tức âm trầm. Nhìn Nhậm Thu Hùng nói, cậu bớt đắc ý ở đây đi, quân đoàn nanh sói tôi lần này đã được cao nhân chỉ điểm, muốn thắng các người, dễ như trở bàn tay. Nhậm Thu Hùng bĩu môi, mặt mày khinh thường. Sau khi Trác Nhã quay lại đã nói chuyện, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Ta nghe rồi, Nhậm Thu Hùng cũng đã được biết thực lực của Lâm Thanh Diện đã vượt qua tông sư, thậm chí ngay cả hóa cảnh cũng không phải đối thủ của anh. Nếu như quân đoàn nanh sói tìm đến một người tông sư cảnh mà đã coi là cao nhân thì Lâm Thanh Diện đã chỉ đạo bọn họ một tháng nay chỉ e chính là thần tiên rồi đó. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện cũng chả quan, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Anh vẫn tương đối hài lòng. Ánh mắt Hà Bách Đình rơi trên người của Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, cậu chính là tổng quản giáo mới nhậm chức của thần Long Vệ đúng chứ, thật là trẻ đó nha. Thần Long Vệ trước đây là đội quân mạnh nhất nước C, nhưng đừng có vì cậu mà bọn họ phải chắp tay nhường cái danh tiếng này cho bọn tôi đó. Lâm Thanh truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Tiếng này, cho dù ông có muốn, chúng tôi cũng sẽ không cho đâu. Sắc mặt Hà Bách Đình lập tức cứng đờ, sau đó lạnh giọng nói, không ngờ là một tên tiểu tử miệng mồm lanh lợi, nhưng chỉ biết võ mồm thôi, có thể dẫn dắt được binh lính nào tốt. Đến lúc đó quân đoàn nanh sói tôi sẽ cho cậu biết cái gì mới là thực lực chân chính. Cứ mong đi, Lâm Thanh Diện không truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đi về khu vực của thần Long Vệ. Hà Bách Đình nhìn bóng lưng của Lâm Thanh Diện, âm thầm nghiến răng, trong lòng nghĩ đợi lát nữa nhất định phải dạy dỗ tên hậu bối huênh hoang này thật tốt. Không bao lâu, cuộc so tài giữa hai quân bắt đầu, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú lên cuộc so tài. Cuộc so tài lần này tổng cộng có 3 khâu, là đơn binh tác chiến, đoàn đội truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Tất cả những người có mặt bắt đầu hoan hô, cổ vũ cả hai bên, rõ ràng có thể nghe được, tiếng cổ vũ quân đoàn nanh sói còn cao hơn cả tiếng cổ vũ của thần Long Vệ nữa. Không qua bao lâu, thanh âm cổ vũ quân đoàn nanh sói liền yếu đi. Bởi vì trận đơn binh tác chiến đầu tiên, thành viên của thần Long Vệ đã dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai lấy, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Chưa được phản ứng lại thì cuộc so tài đã kết thúc rồi. Chương 964, sững sờ. Sao có thể chứ, người của thần Long Vệ cho dù có mạnh cũng không thể mạnh đến vậy được, người của quân đoàn nanh sói tôi căn bản chưa phản ứng kịp, đây là chuyện gì vậy? Hà Bách Đình trực tiếp đứng phát dậy khỏi chỗ của mình, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đám người ngồi bên cạnh ông ta cũng khó tin, không ngờ quân đoàn nanh sói trải qua sự chỉ đạo của tông sư cảnh vậy mà lại không đỡ nổi một đòn như vậy. Đây nhất định chỉ là sơ suất của người bên chúng ta, khiến cho người của thần Long Vệ nhân cơ hội thôi, nếu không bọn họ không thể thắng dễ dàng như vậy. Hà Bách Đình tự an ủi một câu. Lúc này ông ta nhìn sang bên Lâm Thanh Diện một cái, phát hiện Lâm Thanh Diện cũng đang nhìn ông ta với vẻ mặt đầy ý cười, cái loại cảm giác đó giống như đang chê cười Hà Bách Đình vậy. Hà Bách Đình nghiến răng, gửi gắm hy vọng của mình vào trận thi sau, ông ta không tin trận thi sau, người của thần Long Vệ vẫn có thể thắng dễ dàng như vậy. Cuộc thi đơn binh tác chiến tổng cộng có 3 trận, sau khi trận thứ nhất kết thúc,
hai bên lập tức đổi người lên võ đài. Lần thi này bắt đầu, thành viên của thần long vệ lại dùng ưu thế áp đảo giành được thắng lợi. Người của quân đoàn nanh sói quả thực là được chỉ đạo bởi cao thủ tông sư cảnh, tuy mấy sự chỉ đạo này cũng có hiệu quả nhất định, Trần Tùy Lễ thậm chí còn dạy thổ nạp chi pháp chân chính cho bọn họ. Nhưng muốn học thành thổ nạp chi pháp truyền thống, đâu phải chỉ trong một tháng là đủ. Trong một tháng này, bọn họ đều chỉ học được một số điều sơ sài nhỏ nhặt, tuy cảm giác thể chất đã xuất hiện những biến hóa mà trước đây không có, nhưng hiệu quả đạt được căn bản không so với thổ nạp chi pháp phiên bản học cấp tốc của Lâm Thanh Diện được. Trong một tháng này, thần long vệ đã có người dựa vào thổ nạp chi pháp phiên bản học cấp tốc mà sắp tu luyện được nội kình rồi, còn người của quân đoàn nanh sói ngay cả ngưỡng cửa còn chưa đạt tới nữa. Những người lên sàn tác chiến đơn binh chính là những người sắp tu luyện ra nội kình, thực lực của bọn họ đã vượt xa binh vương bình thường, muốn thắng được bọn họ, đương nhiên vô cùng khó khăn. Trong trận tác chiến sau đó, hoàn toàn không có gì bất ngờ, vẫn là được kết thúc với sự thất bại của quân đoàn nanh sói. Đám người vốn có trông đợi vô cùng lớn với quân đoàn nanh sói cũng đều kinh ngạc, tiếng cổ vũ cho quân đoàn nanh sói cũng nhỏ đi. Ngược lại, bên thần long truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đơn binh, khí thế ngày một leo thang, trên cả bãi diễn võ, đều đã bị bao trùm bởi truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Âm trầm, căn bản không ngờ chuyện lại trở nên như vậy. Lúc so tài lần trước, giữa bọn họ và thần long vệ ít nhất là có thắng có thua, suýt nữa đã huề nhau rồi. Nhưng lần này mở màn đã thua liên tục 3 trận, điều này khiến tâm thái của Hà Bách Đình sụp đổ. Nhưng nhìn những cuộc thi phía sau, ông ta mới biết, tâm thái của ông ta sụp đổ có hơi sớm rồi. Tác chiến truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Chia ra 3 trận, do hai bên phái đoàn đội mạnh nhất ra để tiến hành đối chiến. Hoàn toàn không có gì hồi hộp, thần long vệ lại dựa vào chiêu thức tác chiến đoàn đội mà Lâm Thanh Diện dạy cho bọn họ, lại cộng thêm sức mạnh mà thổ nạp chi pháp phiên bản cấp tốc mang đến, chèn ép quân đoàn nanh sói một cách vô tình. Lúc cuộc thi cuối cùng kết thúc, quân đoàn nanh truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Một bàn thắng nào? Lúc này, cả bãi diễn võ bắt đầu hò reo tên của thần long vệ, bọn họ biết. Danh hiệu quân đội mạnh nhất nước C sẽ tiếp tục đi cùng với thần long vệ, trên chiến trường, đánh đâu thắng đó. Sắc mặt Hà Bách Đình trở nên cực kỳ âm trầm, ông ta không hiểu tại sao thần long vệ tìm đến một người không có kinh nghiệm gì, mới hơn 20 tuổi làm tổng truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Nghĩ cách lật ngược thế cục, nếu không quân đoàn nanh sói mình sau này thật sự sẽ bị thần long vệ chèn ép không ngóc đầu lên nổi mất. Hà Bách Đình lẩm bẩm. Đôi con người ông ta đảo liên hồi, sau đó lên tiếng hỏi một người bên cạnh mình, chuyện của Tông Sư Trần đã giải quyết xong chưa, sao ông ta vẫn chưa đến? Báo cáo đội trưởng, hồi nãy tôi đã liên hệ với Tông truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Người đó trả lời. Hà Bách Đình lập tức gật đầu, nói, bây giờ cậu lập tức ra ngoài thông báo cho Tông Sư Trần, nói với ông ta lát nữa ông ta phải đánh một trận với Tổng Quản giáo của Thần Long Vệ. Chỉ cần ông ta thắng được Tổng Quản giáo của Thần Long Vệ, thì hôm nay chúng ta sẽ không quá mất mặt. Người đó lập tức gật đầu, sau gió nhanh chóng đi ra bên ngoài. Hà Bách Đình cũng đứng dậy, đi về phía Lâm Thanh Diện. Lúc này đám người Nhậm Thu Hùng đều đang rất vui, rõ ràng là vô cùng hài lòng với kết quả so tài lần này. Nhìn thấy Hà Bách Đình đi tới, Nhậm Thu Hùng lập tức truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Người lần này hoàn toàn chưa có phát huy ra đó nha, tôi biết, lần này chắc chắn là truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Trường, không có nói về sơ suất, thần long vệ chúng tôi lần này không khách sáo với các người nữa. Hà Bách Đình cười cười, vốn không có tức giận, mở miệng nói, biểu hiện của thần long vệ lần này quả thực có chút ra khỏi dự tính, đây cũng là điều mà bọn tôi không ngờ, tôi nghĩ bọn họ có thể có được thành tích như vậy. Chắc chắn là không thoát khỏi liên can với truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đoàn nanh sói tôi cũng vô cùng hứng thú với tổng quản giáo của các người, muốn được so tài với cậu ta một trận, không biết các người có dám ứng chiến không? Trong lòng Hà Bách Đình, thần long vệ sở dĩ có thể giành được thành tích lần này, chắc chắn là đằng sau có cao nhân tương trợ, Lâm Thanh Diện chắc chắn không phải là cao nhân đó,
vị cao nhân này rất có thể truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Có tư cách ngồi lên vị trí tổng quản giáo thần Long Viện này. Nhưng mấy cái này đều không quan trọng, chỉ cần Lâm Thanh Diện dám ứng chiến, đánh với Trần Tùy Lễ, thì chỉ có thể là anh chứ không phải trưởng bối của anh. Một khi Lâm Thanh Diện thua, cũng có thể chứng minh thần Long Vệ giành được thành tích như vậy là không có liên quan đến Lâm Thanh Diện. Người hơi có não truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thanh Diện có người chỉ điểm, mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Như vậy thì đến lúc đó dù quân đoàn nanh sói có thua cũng sẽ không có thảm đến vậy nữa, dù sao tông sư cảnh quả thực không được tính là cao nhân chân chính gì. Đám người đều nhìn sang Lâm Thanh Diện, có đồng ý đánh với quản giáo của quân đoàn nanh sói hay không đương nhiên là phải coi tâm trạng truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thôi, đúng lúc tôi cũng khá hứng thú với vị quản giáo đó của các người, kêu ông ta tới đi, tôi xuống đánh một trận với ông ta. Hà Bách Đình thấy Lâm Thanh Diện dễ dàng đồng ý như vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Ông ta quay đầu nhìn sang chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Trần Tùy Lễ đã đến, mắt lập tức sáng lên. Ông ta nhanh bước đi về phía Trần Tùy truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đến rồi. Trần Tùy Lễ lúc này cũng có chút lờ mờ, ông ta không hiểu tại sao quân đoàn nanh sói lại thua đến cuối cùng, theo như sự suy đoán của ông ta đối với thần Long Vệ. Bọn họ lần này đáng lẽ phải thua nhiều thắng ít mới đúng. Đội trưởng Hà, cuộc thi hồi nãy tôi chưa xem được, không biết Trần Tùy Lễ muốn hỏi nguyên nhân. Hà Bách Đình trực tiếp ngắt lời ông ta, truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bây giờ quan trọng nhất là ông đi đánh một trận với tổng quản giáo của bọn họ, chỉ cần ông thắng tổng quản giáo của bọn họ thì mặt mũi chúng ta mới lấy về được. Trần Tùy Lễ chỉ đành gật đầu. Theo Hà Bách Đình đi về phía Lâm Thanh Diện. Khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang ngồi ở kia với vẻ mặt thong dong, Trần Tùy Lễ lập tức sững sờ, hai chân đều không tự chủ được mà run lên. Chương 965, nhận thua tại chỗ. Hà Bách Đình vươn tay chỉ Lâm Thanh Diện ngồi ở bên đó, mở miệng nói, đó chính là tổng quản giáo của thần Long Vệ, cậu ta chỉ là một thằng nhóc 20 mấy tuổi thôi, lần này Lâm Thanh Diện có thể đạt được thành tích tốt như vậy, chắc chắn là vì đằng sau thằng nhóc đó có cao nhân chỉ điểm. Nhưng thằng nhóc này vốn dĩ không thể so với Trần Đại Sư được, cho nên chỉ cần ông thắng được cậu ta, khiến mọi người biết tổng quản giáo của thần Long Vệ chỉ là một cái mác giống tuếch thì lần so tài này của chúng ta cũng không quá mất mặt. Nói xong, Hà Bách Đình quay đầu nhìn sang Trần Tùy Lễ, nhưng phát hiện sắc mặt của Trần Tùy Lễ lúc này trắng bệch, cơ thể thỉnh thoảng lại run lên, giống như là đột nhiên phát bệnh nặng vậy, vô cùng kỳ quái. Trần Đại Sư, ông sao vậy? Hồi nãy tôi thấy ông còn ổn mà. Sao lại đột nhiên như phát bệnh vậy? Hà Bách Đình vội vàng mở miệng hỏi. Trần Tùy Lễ không có trả lời câu hỏi của Hà Bách Đình, lúc này trong não của ông ta chỉ đang hồi tưởng về cảnh Lâm Thanh Diện dùng sức một mình đánh cho gia chủ của năm đại thế gia bọn họ đến thoi thóp hơi tàn thôi. Cái loại sợ hãi theo bản năng đó hiện ra từ trong đáy lòng của ông ta, khiến ông ta căn bản không thể duy trì trạng thái trước đó nữa. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng nhìn về phía Trần Tùy Lễ. Khi nhìn thấy Trần Tùy Lễ đứng bên cạnh Hà Bách Đình, anh cũng sững người. Ông ta chính là quản giáo mà quân đoàn nanh sói mời đến sao? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Tuy không biết Trần Tùy Lễ bị sao, nhưng Hà Bách Đình biết tuyệt đối không thể để thua trên khí thế, cho nên bèn mở miệng nói, không sai, vị này chính là Trần Đại Sư vô cùng có danh tiếng trong giới võ đạo, thực lực của ông ta đã đạt đến tông sư cảnh đỉnh phong, ít có địch thủ trên đời. Nếu như cậu đánh một trận với ông ta, chắc chắn sẽ bị ông ta đánh tơi bời hoa lá. Lâm Thanh Diện lập tức cười ồ lên, dùng một ánh mắt đùa cợt đánh giá Trần Tùy Lễ, nói, vậy sao, vậy tôi lại muốn được mở mang tầm mắt, xem thử vị Trần Đại Sư bây giờ có trình độ thế nào. Trần Tùy Lễ bị ánh mắt của Lâm Thanh Diện nhìn, cơ thể đều sởn cả gai ốc lên, sau khi nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, ông ta nhanh chóng đi đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, khom lưng cúi người với anh nói. Người anh em Lâm Thanh Diện nói đùa rồi, tôi chẳng qua chỉ truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Không cần ra tay thì tôi cũng biết mình chắc chắn không phải đối thủ của cậu rồi, tôi truy cập tiuyenshayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Em Lâm Thanh Diện đây ra tay nữa. Đám người xung quanh nhìn thấy phản ứng của Trần Tùy Lễ xong thì trên mặt đều lộ ra sự chấn kinh khó mà che giấu. Bất luận thế nào cũng không ngờ ông ta vậy mà lại nói ra lời như vậy với Lâm Thanh Diện.
Hà Bách Đình cũng nhìn Trần Tùy Lễ với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi, Trần Đại Sư, ông đây là có ý truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Mười mấy tuổi mà thôi, sao ông lại sợ cậu ta như thế? Trần Tùy Lễ nhìn sang Hà Bách Đình, thở dài, mở miệng nói, đội trưởng Hà, tuy cậu ta trẻ, nhưng thực lực của cậu ta không có đơn giản như ông nghĩ đâu. Nếu như sớm biết tổng quản giáo của Thần Long Vệ lần này là cậu ta thì dù thế nào tôi cũng không nhận lời mời của ông đi làm quản giáo của quân truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Diện căn bản không thể thắng được. Nếu như ông không hiểu tại sao tôi lại có phản ứng như vậy, thì có thể đi tra từ Lâm Thanh Diện Kinh Đô, trên mạng chắc có không ít truyền thuyết liên quan đến cậu ta. Ngàn vạn lần đừng cảm thấy mấy cái đó chỉ là tin đồn, những cái đó đều là thật đó. Đội trưởng Hà, tôi tự hổ thẹn với chức vị quản giáo của quân đoàn Nanh Sói, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Khoảng thời gian này tôi thẹn với sự kỳ vọng của ông đối với tôi, sau này nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng bồi thường cho đội trưởng Hà. Nói xong, Trần Tùy Lễ không màng đến ánh mắt của đám người, trực tiếp quay người đi ra bên ngoài khán đài. Nếu như còn không đi mau, lỡ như Lâm Thanh Diện muốn đánh một trận với ông ta, và nhân lúc chiến đấu trực truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Không kịp nữa. Hà Bách Đình ngây người tại chỗ như một khúc gỗ, mãi đến khi bóng ảnh của Trần Tùy Lễ biến mất trên khán đài, mới phản ứng lại. Phản ứng của đám người tại hiện trường cũng chả khác là bao với Hà Bách Đình, đều không hiểu tại sao Trần Tùy Lễ lại sợ Lâm Thanh Diện như thế. Chính vào lúc này, có người lấy điện thoại ra tìm một số sự tích liên quan đến truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Nói, Lâm Thanh Diện đã từng dùng sức mình độc chiến với gia chủ của năm đại gia tộc của giới võ đạo nước C, hơn nữa một chiêu giết chết 3 người, trọng thương 2 người, trong 2 người bị trọng thương, có Trần Tùy Lễ. Tôi cũng tìm ra rồi, bên trên nói Lâm Thanh Diện lúc chiến đấu đã thi triển ra một chiêu thức kinh động trời đất, khiến quỷ thần khóc thét, trên bầu trời truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thanh Diện chính là sự tồn tại như quỷ thần trong giới võ đạo. Lúc này trên khán đài lập tức vỡ tung, không ít người lũ lượt lấy điện thoại ra, bắt đầu tra tư liệu về Lâm Thanh Diện. Trước đây bọn họ đều chỉ tưởng rằng Lâm Thanh Diện là một cậu chủ nhà giàu đến từ Kinh Đô, đến Bắc Cảnh là để rèn luyện kinh nghiệm sống, không ai nghĩ truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bây giờ bọn họ mới biết, là bọn họ quá xem nhẹ Lâm Thanh Diện rồi. Sắc mặt Hà Bách truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Về phía một người ở bên cạnh, nhìn xem sự tích liên quan đến Lâm Thanh Diện mới vừa xuất ra kia. Sau khi nhìn thấy lời kể bên trên đó, và cả video kèm theo, Hà Bách Đình mới biết mình lần này rốt cuộc đã đụng phải đối thủ khủng bố đến thế nào. Hóa ra đằng sau Lâm Thanh Diện vốn dĩ không có cái cao nhân nào cả, nếu thật sự phải nói thì đó chính là truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Của mình, một tay huấn luyện Thần Long Vệ thành được như vậy. Điều này khiến trong lòng Hà Bách Đình sinh ra một tia thất bại triệt để. Hóa ra thống soái thật sự không tùy tiện đi phái một người không có bản lĩnh gì làm tổng quản giáo của Thần Long Vệ, Lâm Thanh Diện có thể làm tổng quản giáo của Thần Long Vệ, hoàn toàn là vì anh quá lợi hại. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Vậy mà kết thúc rồi, đám người đều bắt đầu tìm kiếm sự tích liên quan đến anh, giống như coi anh là một nhân vật trong truyền thuyết. Ánh mắt nhìn anh đều trở nên kính sợ rất nhiều. Đội trưởng Hà, quản giáo của các người chủ động nhận thua rồi, không biết quân đoàn Nanh Sói các người có còn người nào muốn tỉ thí với tôi không? Lâm Thanh Diện nhìn Hà Bách Đình hỏi một truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Tạp, sau đó bất lực mà thở dài một hơi, chắp tay với Lâm Thanh Diện, nói thực lực của tổng quản giáo Lâm Siêu Việt, quân đoàn Nanh Sói chúng tôi trước đây xem nhẹ cậu rồi. Lần so tài này, quân đoàn Nanh Sói chúng tôi đã thua Thần Long Vệ do tổng quản giáo Lâm huấn luyện ra rồi, thua rất tâm phục khẩu phục, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cười cười, xem ra người trong bộ đội ít nhiều đều chính trực, vốn không thua mà không nhận, điều này khiến Lâm Thanh Diện đánh giá cao Hà Bách Đình. Nếu đã như vậy, vậy tôi về trước đây, sau này có duyên sẽ gặp lại.
Nói xong, Lâm Thanh Diện cũng đi ra bên ngoài của khán đài, đám người thần long vệ lập tức đi theo. Đến nay, tên của Lâm Thanh Diện đã trở thành một truyền thuyết. Truy cập tiuyensaolini.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thanh Diện, đều sẽ nói đến sự tích quản giáo của quân đoàn nanh sói chỉ vì nhìn thấy Lâm Thanh Diện một cái liền hoảng sợ cúi người nhận thua. Chương 966, kế hoạch thích sát. Bộ Tổng Chỉ huy Bắc Cảnh. Trong phòng của Phương Tôn. Lâm Thanh Diện lúc này đang ngồi trên ghế gỗ trong phòng của Phương Tôn, đánh giá bố trí bên trong căn phòng này. Thiết kế trong phòng rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường, một cái bàn, hai cái ghế ra thì còn có một cái tủ kính, bên trong để những thư tịch và hồ sơ, ngoại trừ mấy cái này thì không còn gì khác nữa. Sau cuộc so tài giữa Thần Long Vệ và quân đoàn nanh sói, danh tiếng của Thần Long Vệ trong bộ đội của Bắc Cảnh lại lan truyền dữ dội, từ chiến tích không một bàn thắng của quân đoàn nanh sói đã biết, Thần Long Vệ đã ngồi vững trên vị trí thần quân số 1 của nước C, sau này không ai dám động vào dễ dàng nữa. Trừ phi Lâm Thanh Diện đi huấn luyện cho quân đoàn nanh sói một khoảng thời gian. Cái tên Lâm Thanh Diện cũng vì lần so tài này mà trở thành chủ đề bàn tán trong quân đội Bắc Cảnh, tất cả mọi người đều coi Lâm Thanh Diện như tấm gương, muốn sau này nhất định phải trở thành nhân vật như Lâm Thanh Diện. Sau cuộc so tài giữa hai quân không bao lâu, Phương Tôn liền điều Lâm Thanh Diện đến bộ tổng chỉ huy, bây giờ sự huấn luyện của Thần Long Vệ đã bước vào quỹ đạo, sau này bọn họ chỉ cần huấn luyện theo kế hoạch của Lâm Thanh Diện thì sẽ ngày càng cường đại. Đám người trong Thần Long Vệ đương nhiên đều không nỡ xa Lâm Thanh Diện, đặc biệt là Trác Nhã, nhưng Lâm Thanh Diện không thể làm tổng quản giáo cả đời được, cho nên chia tay là điều chắc chắn. Trác Nhã vốn muốn xin được tiếp tục làm chỉ đạo viên của Lâm Thanh Diện, muốn theo Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện vì để tránh sau này lại xảy ra phiền phức gì đó nữa, nên bảo Phương Tôn từ chối sự xin xỏ của Trác Nhã. Thành tích của Thần Long Vệ, Phương Tôn khá hài lòng, cho nên đặc biệt tổ chức một bữa tiệc cho Lâm Thanh Diện. Định giới thiệu những lão đại trong các phương diện ở Bắc Cảnh quen biết với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hôm nay đến đây, chính là để tham gia bữa tiệc này. Phương Tôn lúc này truy cập tiuyensaolini.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cho Lâm Thanh Diện xong, ông ta ngồi trên chiếc ghế còn lại. Lần này cậu đã trở thành người truy cập tiuyensaolini.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Long Vệ tuy lớn, nhưng vẫn có không ít người cảm thấy cậu quá trẻ, khó đảm nhiệm vai trò lớn, thậm chí còn có người hoài nghi thực lực của cậu, nói cậu nịnh hót tôi nên mới có địa vị hiện tại, đợi lát nữa đến bữa tiệc, cậu chắc sẽ gặp những người này, người trong quân đội trước giờ thô tục, nói chuyện không kiêng dè gì, đến lúc đó cậu khoan dung một chút, truy cập tiuyensaolini.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Lâm Thanh Diện cười cười, nói ông Phương yên tâm đi. Trước đây khi tôi ở rể đã sớm rèn luyện được tâm tính rồi. Phương Tôn nghe xong, cũng cười lên. Nghĩ nghĩ cũng thật khiến người ta cảm khái, ban đầu tôi chỉ là thấy cậu có chút đặc biệt, không giống người bình thường, cảm thấy chết như vậy có chút đáng tiếc, cho nên mới ra tay tương cứu, bất luận thế nào cũng không truy cập tiuyensaolini.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Như bây giờ, xem ra cái quyết định ban đầu đó của tôi thật sự là vô cùng chính xác. Phương Tôn cười nói. Trên mặt Lâm Thanh Diện cũng lộ ra một tia cảm khái, mở miệng nói, điều này quả thực phải cảm ơn sự tương cứu của ông Phương trước đây, nếu không thì chỉ e tôi đã xuống suối vàng rồi, làm sao có thể có những chuyện sau này chứ? Phương Tôn lắc đầu, nói, đây truy cập tiuyensaolini.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Như ban đầu người tôi cứu là một phế vật thì bây giờ cậu cũng sẽ không ngồi ở đây nói chuyện với tôi. Lâm Thanh Diện cười cười, không nói gì nữa. Hai người tiếp đó lại trò chuyện một hồi, sau khi uống trà xong, Phương Tôn nhìn thời gian một cái, nói, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Thanh Diện gật gật đầu, sau đó theo Phương Tôn đi ra bên ngoài. Cùng lúc truy cập tiuyensaolini.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Sĩ binh đang tuần tra ở một sườn núi, trên người bọn họ mang theo thiết bị tinh vi. Một khi nước xa có người muốn lẻn vào nước C, thiết bị đều sẽ phát ra cảnh báo. Bọn họ vừa đi qua cái sườn núi này, thì có năm bóng ảnh xuất hiện trên sườn núi. Năm người này có thân hình cao lớn, cơ thịt nổi trội, có đặc trưng cơ thể mà người nước xa có. Lúc này truy cập tiuyensaolini.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Sáng nhàn nhạt, nếu như Lâm Thanh Diện ở đây, sẽ phát hiện ra trên người năm người này đều phát ra khí tức của cao thủ hóa cảnh.
Ánh sáng trên người bọn họ được hình thành bởi sức mạnh trong cơ thể bao bọc lên cơ thể bọn họ. Bọn họ dùng cách bày để tránh đi sự tra dò của thiết bị. Người nước xa nếu như dùng vũ khí khoa học kỹ thuật để đối phó nước C chắc chắn có thể phát hiện ngay. Nhưng truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cảnh, thì với thủ đoạn của quân đội nước C, muốn tra ra vẫn là chuyện tương đối khó. Thủ truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Quả nhiên không giống bình thường, thật sự có thể tránh được sự tra dò của người nước C. Một người nước xa mở miệng nói. Thủ đoạn của cao nhân đương nhiên là không có vấn đề gì, chúng ta dựa vào người đó mà có được mấy sức mạnh này thì phải lợi dụng cho tốt, nhiệm vụ hành thích thống soái nước C lần này tuyệt đối không được thất bại. Người dẫn đầu 5 người dùng truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Trưởng của hành động thích sát lần này, tên là Maxim. Đội trưởng, tuy bây giờ chúng ta đã sở hữu sức mạnh siêu phàm, nhưng người mà chúng ta phải thích sát dù gì cũng là thống soái của nước C, phòng vệ bên cạnh ông ta chắc chắn là rất nghiêm ngặt, dựa vào 5 người chúng ta, thật sự có thể thích sát thống soái nước C ư? Một người mở miệng hỏi một câu. Maxim quay đầu truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. C quả thực rất cường đại, nếu như thật sự phát động chiến tranh, chúng ta chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa trong quá khứ, bọn họ có vô cùng nhiều thủ vệ có thực lực cường đại, đi thích sát như chúng ta rõ ràng chính là đi hiến xác. Nhưng bây giờ đã khác, chúng ta có được sự giúp đỡ của vị cao nhân thần bí đó. Người đó khiến chúng ta có được truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cường giả giống chúng ta, nhưng bọn họ đều ẩn ở trong dân gian, căn bản sẽ không xuất hiện trong quân đội. Sức mạnh của một người trong chúng ta đã đủ để đối chọi với một đội quân quy mô không nhỏ rồi, hơn nữa bây giờ 5 người chúng ta cùng hành động, sự phá hoại có thể tạo thành là không thể nào tưởng tượng được. Bên cạnh thống soái nước C chắc chắn không có cường truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Hội tiếp cận ông ta, muốn giết chết ông ta cũng chẳng qua chỉ dễ như trở bàn tay thôi. 4 người còn lại nghe thấy lời của đội trưởng, lập tức tán đồng mà gật đầu. Các người nói xem vị cao thủ thần bí đó rốt cuộc có thân phận gì, người đó rõ ràng có khuôn mặt của người nước C, còn có sức mạnh cường đại như vậy. Nhưng người đó lại chọn đến giúp nước xa truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Rốt cuộc là gì chứ? Có một người mang theo nghi hoặc mà hỏi một câu. Tôi nghe nói là vị cao nhân thần bí đó muốn có được một thứ gì đó của nước C, nhưng bên đó có sự tồn tại cường đại bảo vệ. Người đó muốn khơi dậy chiến tranh, để cho lớp bảo vệ của nước C bận rộn, cho nên mới chọn giúp chúng ta. Người khác nói. Maxim chừng bọn họ một cái. Nói truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Nhanh chóng đến chỗ của thống soái nước C, lần nhiệm vụ này chỉ được thành công, không được thất bại. Mấy người đều gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về hướng bộ tổng chỉ huy của Bắc Cảnh dưới sự dẫn dắt của Maxim, không bao lâu đã biến mất trên đường biên giới. Chương 967, thử nổ một súng với tôi xem. Bữa tiệc mà Phương Tôn tổ chức cho Lâm Thanh Diện được tiến hành ở trên một quảng trường của Bộ Tổng Chỉ huy, bởi là bữa tiệc trong quân đội cho nên không xa hoa như trong xã hội thế tục. Tuy có không ít đồ ăn, cũng chuẩn bị một số rượu, nhưng mọi người tụ tập lại với nhau, đa phần là trò chuyện kết bạn nhiều hơn. Có thể tham gia bữa tiệc lần này đều là lão đại trong các phương diện ở Bắc Cảnh, dù trong quân đội có địa vị và thân phận, mọi người cũng vẫn sẵn lòng tham gia bữa tiệc như vậy. Dù sao thì bất kể ở đâu, mạng lưới quan hệ vĩnh viễn đều là thứ có giá trị nhất. Nghe nói bữa tiệc này là do thống soái đặc biệt tổ chức cho tổng quản giáo mới nhậm chức của thần Long Vệ đó, lần này thần Long Vệ đã thể hiện ra thực lực vượt xa tưởng tượng trong cuộc so tài, đều là vì vị tổng quản giáo mới này. Nói đúng đó, bây giờ tôi vô cùng tò mò vị tổng quản giáo mới nhậm chức này là người thế nào, nghe nói mới hơn 20 mấy tuổi thôi, thật đúng là tổng quản giáo nhỏ nhất trong lịch sử rồi. Không ít người có sự tò mò mãnh liệt với Lâm Thanh Diện, hơn nữa cũng vô cùng kính phục với thực lực của anh, bọn họ đều đã nghe nói chuyện Trần Tùy Lễ chỉ nhìn thấy Lâm Thanh Diện một cái liền nhận thua tại chỗ rồi. Nhưng vẫn có người cảm thấy Lâm Thanh Diện trẻ tuổi như vậy không thể có thủ đoạn gì quá lợi hại, thần Long Vệ có thể đạt được thành tích như vậy, hoàn là vì căn cơ trước đây tốt. Còn về chuyện của Trần Tùy Lễ, có người cảm thấy đây chẳng qua chỉ là tin đồn Lâm Thanh Diện cố ý truyền ra để khiến mình nghe thật lợi hại thôi.
Dù sao hôm so tài đó, người biết được tình hình thật sự chỉ là số ít, cho dù là tin vịt thì cũng không có ai đi nghiên cứu sâu. Trong đó có một tướng lĩnh tên Hồ Khôn là không xem trọng Lâm Thanh Diện nhất, nghe thấy có người khen Lâm Thanh Diện thì liền phản bác. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vị tướng lĩnh này luôn không tin võ cổ của nước C, ông ta cho rằng khoa học kỹ thuật hiện đại mới là vương đạo chân chính. Một tên tiểu tử thối 20 mấy tuổi, cho dù có được tâng bốc lên trời thì có thể có gì lợi hại, chỉ là tin đồn mà thôi, cho dù cậu ta có lợi hại, không lẽ còn có thể chống đỡ được một viên đạn của tôi? Thật đúng là buồn cười. Hồ Khôn đi đến trước mặt đám người đang bàn luận về Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Đám người quay đầu nhìn sang Hồ Khôn, trong mắt đều lộ ra một tia kiêng dè. Hồ Khôn nổi tiếng không dễ chọc vào ở Bắc Cảnh, vị lão đại này là loại không nói không rằng mà trực tiếp rút súng, tất cả mọi người sau khi nhìn thấy ông ta thì đều vội vàng cách xa một chút. Hồ truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Quan tâm mà đi đến bên bàn lấy đồ ăn. Không bao lâu, hai người Phương Tôn và Lâm Thanh truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Lập tức tụ tập trên người của Phương Tôn và Lâm Thanh Diện. Phương Tôn Thâm là thống soái của Bắc Cảnh, đương nhiên là người người kính ngưỡng, tất cả mọi người đều nhìn ông ta với ánh mắt tôn kính. Còn Lâm Thanh Diện thì gần đây vì cuộc so tài nên mới nổi danh khắp nơi, cho nên ánh mắt mà mọi người nhìn anh cũng đều có khen có chê. Phương Tôn mỉm cười giới thiệu Lâm Thanh truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Chào hỏi với mấy người đó. Lúc này Hồ Khôn đi tới trước mặt Phương Tôn và Lâm Thanh Diện, nói thống soái, thằng oát con này rốt cuộc có gì lợi hại, mà lại đáng cho ngài đặc biệt tổ chức một bữa tiệc cho cậu ta chứ, theo như tôi thấy chỉ là chuyện bé xé to thôi. Đám người xung quanh lập tức im lặng, mọi người đều biết. Hồ Khôn đây là muốn gây rắc rối với truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Miệng nói, ồ, theo như ý anh là cảm thấy thực lực của Lâm Thanh Diện không đủ để mọi người xem trọng sao. Thống soái, tôi cũng vốn không phải là cảm thấy thực lực của thằng oát con này không đủ để người ta xem trọng, chẳng qua là vì đây đã là thế kỷ 21 rồi, chiến tranh hiện đại đã không cần người ta dùng kiếm dùng đao xông lên rồi. Cho dù cậu ta có truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thường thì cũng thôi đi, không lẽ cậu ta còn có thể chống được đạn sao? Cho nên tôi cảm thấy không cần thiết phải vì một tên oát con mà huy động nhân lực tổ chức một bữa tiệc như vậy. Hồ Khôn nói xong, còn nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khinh thường. Phương Tôn cười, quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, hỏi cậu cảm thấy ông ta nói đúng không? Lâm Thanh Diện không ngờ Phương Tôn lại truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Nghĩ ông già này đúng là một lão hồ ly, không muốn đắc tội với cả hai bên. Nhưng Lâm Thanh Diện vốn không sợ Hồ Khôn, dù sao cho dù đã là thế kỷ 21 rồi, thì khoa học kỹ thuật cũng không giải thích rõ được nội kình và thần hồn rốt cuộc là thứ gì. Tôi cảm thấy ông ta có chút tự cho mình là đúng rồi. Ông ta quá xem thường tiềm lực mà một người truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Về dài, ông ta chắc chắn sẽ vì vậy mà ăn thiệt. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Hồ Khôn nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức giận dữ, ông ta không ngờ một vãn bối mà lại dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với ông ta. Oát con, cậu lại dám nói tôi tự cho mình là đúng ư? Tôi thấy cậu thật sự chỉ là ra chút thành tích là tự cảm truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Là đánh nhau giỏi mà thôi, không lẽ cậu có thể lợi hại đến nỗi chống được đạn sao? Truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Lâm Thanh Diện cũng bị khơi lên rồi, nhìn Hồ Khôn nói, ông có thể thử nổ một súng với tôi là biết tôi có thể chống được đạn hay không rồi. Lời của anh không phải là vì cảm thấy Hồ Khôn chắc chắn không dám nổ súng với mình, mà là với thực lực hiện tại của anh, muốn chống được đạn cũng không phải chuyện gì khó. Hồ Khôn bị Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong lòng truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Súng từ thắt lưng của mình ra, chỉ vào đầu của Lâm Thanh Diện. Cậu cảm thấy tôi không dám sao? Hồ Khôn lên tiếng hét. Đám người nhìn thấy Hồ Khôn thật sự lấy súng ra nhắm vào Lâm Thanh Diện thì đều giật bắn mình. Tên Lâm Thanh Diện này cũng thật là, chọc ai không chọc lại đi chọc thùng thuốc súng này, ông ta bị ép quá thì thật sự sẽ dám nổ súng đó.
thật đúng là thằng. Truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thấy Hồ Khôn lấy súng ra, sắc mặt cũng trở nên đen lại, trực tiếp lạnh giọng nói, Hồ Khôn, anh đây là muốn tạo phản sao? Có phải tôi nói anh mấy câu anh cũng sẽ lấy súng nhắm vào tôi không? Hồ Khôn lúc này mới vội vàng đặt súng xuống. Thống soái, tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy thằng Watt con này thật sự quá giả vờ ra vẻ thôi, cho nên muốn dọa cậu ta. Hồ truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Diệt, mở miệng nói, Watt con, bây giờ biết sợ rồi chứ, cậu vĩnh viễn cũng không biết khi nào người ta sẽ lấy súng ra nhắm vào cậu, đợi khi cậu phản ứng lại thì viên đạn đã lấy mạng của cậu rồi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, vậy sao? Ông có thể nổ một súng với tôi thử xem. Hồ Khôn thấy Lâm Thanh Diện vẫn mang thái độ hoàn toàn không quan tâm, trong lòng ngập tràn truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bên cạnh thì ông ta đã sớm nổ một súng cho tên Watt con này rồi. Đừng nói khoác nữa, không phải cậu thấy tôi hẳn sẽ không dám thật sự nổ súng với cậu sao? Hồ Khôn lạnh giọng nói. Lâm Thanh Diện thấy ông ta nói như vậy, chỉ cười cười, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà giật lấy cây súng của Hồ Khôn. Hồ Khôn thậm chí còn chưa phản ứng kịp là truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Giờ tôi sẽ cho ông biết, viên đạn đối với tôi mà nói, rốt cuộc có tác dụng gì hay không? Nói xong, Lâm Thanh Diện nhấc tay lên, trực tiếp nổ một súng với huyệt thái dương của mình. Đùng! Chương 968, tay không kẹp đạn. Đám người đứng bên cạnh Lâm Thanh Diện đều ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ Lâm Thanh Diện lại đột nhiên cướp súng từ trong tay Hồ Khôn, thậm chí còn nổ một súng với đầu của mình. Bởi vì cảnh này xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều chỉ trừng to mắt, có người há hốc mồm, nhưng không có ai nói nên lời. Ngay cả Phương Tôn đứng bên cạnh Lâm Thanh Diện cũng giật bắn mình, ông làm gì ngờ Lâm Thanh Diện sẽ giật lấy súng rồi bắn đầu mình một cái chứ. Hồ Khôn hoàn toàn ngây ngốc rồi, ông ta cảm thấy mình thật sự đã đụng phải một tên không sợ chết, vì một lúc tranh chấp mà dám nổ súng với mình. Chính vào lúc mọi người đều tưởng Lâm Thanh Diện chết chắc thì trên cơ thể của Lâm Thanh Diện, bắt đầu phát ra từng luồng ánh sáng, một tay của anh cũng dùng tốc độ vượt xa cả đạn đặt đến trước huyệt thái dương. Tiếp đó ánh sáng trên hai ngón tay anh tỏa ra mạnh mẽ, trực tiếp kẹp một cái, kẹp lấy viên đạn sắp bắn vào đầu mình lại. Cái động tác này giống như động tác chậm hiện lên trong tầm mắt của mọi người vậy, thần kỳ phi phàm. Nếu như là cao thủ hóa cảnh bình thường, muốn dựa vào nội kình để chống lại sự xung kích của đạn cũng vốn không phải chuyện khó, nhưng kẹp lấy viên đạn trong khoảng cách gần như Lâm Thanh Diện, thì vô cùng có độ khó. Lâm Thanh Diện sở dĩ có thể làm được đến bước này, là vì anh có sự giúp đỡ của thần niệm, uy lực của đạn cho dù có lớn, tốc độ có nhanh thì trong thần niệm của Lâm Thanh Diện, cũng sẽ không có chỗ lánh mình. Tốc độ cảm nhận của thần niệm nhanh hơn nhiều so với tốc độ của viên đạn. Lại cộng thêm sự ngang tàng của huyền kình, Lâm Thanh Diện mới có thể dùng hai ngón tay kẹp viên đạn lại. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện tay không kẹp lấy viên đạn, tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ vốn đều tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh đầu của Lâm Thanh Diện bị viên đạn bắn nát, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại dùng tay mình kẹp viên đạn lại. Đây là cảnh mà chỉ có trong phim thôi. Hồ Khôn cũng bị thủ đoạn mà Lâm Thanh Diện thi triển ra làm kinh ngạc. Truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Luôn cho rằng, cái được gọi là võ đạo, dù cho có cường đại đi nữa cũng chắc chắn truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Mạnh của anh có cường đại đi nữa thì chỉ cần một viên đạn là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mãi đến khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện tay không kẹp lấy viên đạn, Hồ Khôn mới ý thức ra, võ đạo nước C lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Cao thủ chân chính, có sức mạnh chống lại đạn. Phương Tôn tuy biết trên thế giới này có tồn tại sức mạnh vượt qua truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Không kẹp lấy viên đạn như thế này, ông ta cũng là lần đầu tiên được thấy, trong lòng đương nhiên cũng vô cùng chấn cảm. Trời ơi, cậu ta vậy mà lại dùng tay kẹp viên đạn lại, cái này cũng quá là lợi hại rồi. Tôi cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Trên thế giới này sao lại có người lợi hại như thế chứ? Xem ra chúng ta đã xem nhẹ vị tổng quản truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Sói chỉ nhìn cậu ta một cái liền nhận thua tại chỗ, đụng phải người có thể tay không kẹp lấy đạn như vậy, cho dù có đổi lại ai, chỉ e cũng đều phải trực tiếp nhận thua thôi.
Sau khi kẹp lấy viên đạn đó, Lâm Thanh Diện hạ súng xuống, sau đó đưa cả súng lẫn đạn cho Hồ Khôn. Không biết bây giờ ông có còn cảm thấy, đạn có thể giải quyết tất cả mọi vấn, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Khôn hít một hơi thật dài, trong ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện, không còn sự khinh miệt như trước đây nữa, mà ngược lại có thêm một tia kính sợ. Ông ta run rẩy mà nhận lấy súng, đạn trong tay Lâm Thanh Diện, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện nói, là tôi quá tự cho mình là đúng rồi, tưởng rằng đạn chính là sức mạnh lớn nhất trên thế giới này, bây giờ xem ra, sự hiểu, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thanh Diện cười cười, nói, điểm cuối của võ đạo còn đáng sợ hơn tất cả những gì mà ông biết nữa, vĩnh viễn cũng đừng xem nhẹ người có thành tựu trong võ đạo. Đạn đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Hồ Khôn vội vàng gật đầu, mở miệng nói, được dạy bảo rồi. Đám người xung quanh cũng lũ lượt gật đầu, cảm thấy Lâm Thanh Diện nói vô cùng có lý. Thủ đoạn mà hôm nay Lâm Thanh Diện thi triển ra, đã đủ khiến cho bọn họ sinh ra nhận thức mới về thế giới này rồi. Tuy tôi biết thực lực của cậu không có đơn giản như bề ngoài, nhưng bản lĩnh tay không kẹp đạn này cũng là lần đầu tôi thấy. Hôm nay cậu thật sự đã truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đó, Phương Tôn cười nói một câu. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, Phương Tôn nói đùa rồi, nếu như truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Vẫn sẽ bị giải quyết trong phút chốc thôi, so với sức mạnh quân sự của một quốc gia mà nói thì sức mạnh của tôi quá nhỏ bé rồi. Nói thì nói vậy. Nhưng vũ khí hạng nặng sao có thể tùy ý dùng được, mỗi lần sử dụng đều phải trải qua sự phê chuẩn của các cấp, cao thủ có thực lực bản thân cường đại như cậu mới là có ích hơn nhiều. Phương Tôn lắc truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bọn họ qua đây bắt chuyện với Lâm Thanh Diện là vì có Phương Tôn đứng ở bên cạnh, bọn họ muốn mượn Lâm Thanh Diện để kéo gần quan hệ với Phương Tôn. Thì bây giờ bọn họ tới đây bắt chuyện với Lâm Thanh Diện hoàn toàn là vì thực lực mà Lâm Thanh Diện thi triển ra. Quân đội, là nơi tôn xưng thực lực, mấy người có tâm huyết chính trực này, luôn luôn lấy thực, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Là một sĩ binh bình thường cũng sẽ nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người. Thực lực không được, thì cho dù có ở vị trí cao đi nữa cũng vẫn không nhận được sự xem trọng của bất kỳ ai. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy bạn leo lên được là nhờ vào quan hệ, ngược lại sẽ xem nhẹ bạn. Cho dù là tên đàn ông có tính khí nóng nảy như Hồ Khôn, bây giờ truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Vậy, dù sao đó cũng là cao thủ có thể tay không kẹp lấy đạn mà. Với sức mạnh kẹp đạn của anh, chỉ cần hơi dùng chút sức thì đã có thể tát chết một người chỉ với một cái bạt tay rồi. Cả bữa tiệc đều trở nên náo nhiệt vì chiêu mà Lâm Thanh Diện thi triển ra, tất cả mọi người đều muốn tiến lên trước nói chuyện hai câu với Lâm Thanh Diện, để thân thiết truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Này một chút, chính vào lúc mọi người đang nói chuyện rất hăng say thì trên quảng trường truyền đến vài tiếng gió rít, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếp đó, đám người liền nhìn thấy năm đường sáng xông về phía bọn họ, trong chớp mắt đã đến trên quảng trường nhỏ. Nhìn kỹ lại, đám người mới nhìn rõ năm đường sáng đó, chính là năm người nước xa có thân hình cao, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Trong bộ tổng chỉ huy tại sao lại xuất hiện người nước xa? Có mặt tại hiện trường đều là những người kỳ cựu trên chiến trường, không ít người đã phản ứng lại ngay. Địch xâm nhập, mau bảo vệ thống soái. Maxim nhìn chăm chăm vào đám người trên quảng trường nhỏ một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Tôi nói sao đến chỗ ở của thống soái các người mà lại không tìm thấy người, hóa truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cũng tốt, đúng lúc chúng tôi sẽ giải quyết luôn đám cấp cao của nước C các người, khiến cho nguyên khí của nước C các người tổn thất nặng. Dựa vào đám phế vật các người không ngăn được bọn tôi đâu. Chương 969, chỉ có thể chiến. Hồ Khôn là người đầu tiên phản ứng lại, ông ta trực tiếp lấy khẩu súng đó của mình ra. Nhắm vào bốn người Maxim, hét lớn, dám đến bộ tổng chỉ huy của nước C chúng tôi làm càn, các người thật đúng là không sợ chết. Nói xong, ông ta liền bóp cò, liên tục nổ vài nhát súng về phía đám người Maxim. Thân là một tướng lĩnh ở trong quân đội nhiều năm, Hồ Khôn vô cùng tự tin về súng pháp của mình, ông ta tin mấy kẻ này căn bản không tránh được đạn của ông ta. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ chính là,
cùng với tiếng súng vang lên, bốn kẻ đứng bên cạnh Maxim đều phóng thích ra một luồng sức mạnh tinh thuần từ trong cơ thể, trực tiếp hình thành một lớp bảo vệ trước mặt bọn họ. Đạn của Hồ Khôn bắn lên lớp bảo vệ, giống như là bắn vào lớp bông gòn vậy, hoàn toàn không gây hại được cho năm kẻ này. Sao có thể, nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hồ Khôn lại lộ ra thần sắc chấn kinh, ông ta theo bản năng nhìn về phía Lâm Thanh Diện một cái, hoàn toàn không ngờ năm kẻ xông vào bộ tổng chỉ huy này lại có thủ đoạn chống đạn như Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lúc này cũng mới ý thức ra, năm kẻ lẻn vào đây vậy mà đều là cao thủ hóa cảnh giai đoạn đầu. Điều này khiến anh không khỏi cau mày, theo lý mà nói, nước Sa vốn không có truyền thừa võ đạo như nước C, bọn họ nhiều nhất là nổi tiếng dựa vào dáng người cao lớn bẩm sinh, sức mạnh cường tráng. Hơn nữa hóa cảnh tương đối khó đạt được, võ đạo nước C truyền thừa nhiều năm như vậy, cao thủ hóa cảnh hiện tại cũng là đếm trên đầu ngón tay. Tình huống xuất hiện năm cao thủ hóa kình một lượt như vậy đã hiếm lại càng hiếm hơn. Bây giờ ở nước Xa vậy mà lại trực tiếp phái năm vị cao thủ hóa cảnh giai đoạn đầu đến thích sát, thực sự là có chút khiến người ta nghĩ không thông. Bọn họ làm sao mà đạt được mức hóa cảnh chứ? Từ khí tức và cả phương thức vận dụng sức mạnh của năm kẻ này, tương đối giống với thổ nạp chi pháp của nước C, hơn nữa dường như còn cao minh hơn một chút nữa. Nếu nói nước Xa có truyền thừa võ đạo lợi hại hơn nước C, thì Lâm Thanh Diện chắc chắn là không tin. Những cấp cao nước C còn lại có mặt ở hiện trường cũng đều phản ứng lại, thủ vệ tuần tra ở một bên cũng đều lấy súng ra, hoàn toàn không do dự mà nổ súng về truy cập tiuyensaoline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Lên tiếng súng, như xảy ra một trận chiến súng kịch liệt vậy. Bốn người bên cạnh Maxim đều phóng truy cập tiuyensaoline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Xung quanh người để chống lại đạn của đám người, chỉ dựa vào sức đạn này căn bản khó mà làm bị thương đến bọn họ. Mấy kẻ này thực sự quá quỷ dị rồi, đạn căn bản không có tác dụng với bọn họ. Có người hét lớn một tiếng. Nhưng lúc này muốn điều dụng vũ khí hạng nặng là chắc chắn không kịp, dù sao không có ai ngờ rằng nước Xa lại phái năm cao thủ hóa truy cập tiuyensaoline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Kỹ thuật hiện đại thì quân đội nước C đã bắt bọn họ lại và tra tấn thẩm vấn rồi. Dù sao bộ tổng chỉ huy cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Nhưng đối phương lại phái năm cao thủ hóa cảnh đến, điều này khiến cho bọn họ không ai trở tay kịp. Đừng lãng phí đạn nữa, bọn tôi có sức mạnh siêu phàm, đạn vô hiệu với bọn tôi, tất cả các người truy cập tiuyensaoline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Người, sau đó quét ánh mắt ra khắp hiện trường. Cuối cùng rơi trên người Phương Tôn. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó đi về phía Phương Tôn với sự bảo vệ của bốn kẻ còn lại. Phương Tôn nhìn Maxim với thần sắc nghiêm trọng, tuy biết mình bây giờ đang ở trong nguy hiểm cực lớn, nhưng ông ta không hề hoảng loạn chút nào. Nước Xa các người đã quên thiệt thòi phải chịu truy cập tiuyensaoline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Vậy mà lại dám phái người đến bộ tổng chỉ huy nước C tôi để hành thích. Không lẽ các người không sợ khơi dậy chiến tranh ư? Phương Tôn nhìn vào Maxim hỏi. Maxim cười lên, nói, giết ông rồi, giết cả mấy tên cấp cao nước C này, quân đội nước C các người sẽ không đoàn kết nữa, đến lúc đó cho dù có thật sự bùng phát chiến tranh thì các người cũng tuyệt đối không truy cập tiuyensaoline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bọn tôi có cao nhân trợ giúp, nước C các người sớm muộn cũng sẽ bị bọn tôi dẫm dưới chân thôi. Hừ. Cậu thật sự chắc chắn lần này có thể giết được tôi ư? Phương Tôn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nhìn Maxim có thêm một tia băng lãnh. Thân là thống soái của nước C, Phương Tôn đương nhiên có một số thủ đoạn tự bảo vệ mình, lúc này trong một tay của ông ta đã cầm lấy một nút bấm. Chỉ có điều tình hình khẩn cấp, thủ đoạn bảo vệ mạng sống mà Phương Tôn có thể dùng có hạn, hơn nữa một khi dùng, tính mạng của ông ta cũng sẽ chịu sự uy hiếp, cho nên không đến tình huống vạn bất đắc dĩ. Thì cái nút đó tuyệt đối không thể bấm. Nếu như là ở quá truy cập tiuyensaoline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cũng khó mà làm được, nhưng bây giờ đã khác rồi, bọn tôi có cường giả với sức mạnh truy cập tiuyensaoline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Chúng tôi biết nước C các người cũng tồn tại cường giả như vậy, nhưng nơi này chắc chắn là không có, các người chắc chắn cũng không ngờ chúng tôi sẽ có sức mạnh như vậy. Cho nên hôm nay ông ở trước mặt tôi, chết là cái chắc. Maxim tự tin mà nói một câu. Đôi mắt Phương Tôn nhíu lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ kế sách ứng phó. Chuyện không tiện chậm trễ,
bây giờ tôi sẽ truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Dự, trên một tay lập tức xuất hiện một cái chùy dài do sức mạnh trong cơ thể ngưng tụ thành, sau đó dùng sức hất cái chùy dài đó về phía người Phương Tôn, tốc độ cực nhanh, hơn cả đạn. Trong thời gian ngắn như vậy, Phương Tôn căn bản không phản ứng được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chùy dài đó đập về phía mình. Chính vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thôn Chính Gia. Anh bao phủ huyền kình trên thân đao, sau đó dùng toàn lực chém về phía cây chùy dài đó. Hai bên chạm vào nhau, lập tức phát ra một làn sóng mãnh liệt, trực tiếp khiến cho những người ở xung quanh đều ngã rạp trên mặt đất. Ai nói với anh là chỗ này không có người có thể ứng phó với các người nữa? Ánh mắt Lâm Thanh Diện băng lãnh, nhìn vào Maxim ở đối diện, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Công kích của mình vậy mà lại bị chặn lại, trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Không ngờ chỗ các người vậy mà lại giấu cao thủ như vậy, xem ra bọn tôi thật sự xem thường các người rồi. Maxim nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, nghiến răng nói một câu. Sau khi đám người có mặt bò dậy, trong mắt cũng đều lộ ra một tia kích động, chuyện đến nước này, bọn họ cũng truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thanh Diện thôi. Bây giờ đầu hàng đi, tôi còn có thể cho các người chết được thoải mái, nếu không các người sẽ được sống không bằng chết. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt lên tiếng. Maxim lập tức lộ ra sự khinh miệt trên mặt, lạnh giọng nói, quát con, cậu mở to mắt ra mà xem, chỉ một mình cậu. Còn chúng tôi có 5 người, cậu bảo chúng tôi đầu hàng sao? Thật buồn cười. Lâm Thanh Diện không truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Cao thủ hóa cảnh giai đoạn đầu liên thủ với nhau, đối với anh mà nói là một sự khiêu chiến cực lớn, nhưng chuyện đến nước này, anh không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể chiến. Chương 970, đối chiến với Maxim. Maxim nhìn thấy bộ dạng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của Lâm Thanh Diện, lập tức bĩu môi. Hắn quay đầu nhìn bốn người đằng sau một cái, mở miệng nói, bốn người các cậu coi chừng mấy người xung quanh cho tôi đi dạy dỗ thằng oát con không biết trời cao đất dày này. Bốn người đều gật đầu, trong ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện đều tràn đầy sự khinh miệt. Tuy ở chỗ này xuất hiện một cao thủ hóa kình khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn họ phán đoán từ sức mạnh mà Lâm Thanh Diện phóng thích ra, thực lực của anh nhiều nhất cũng chỉ tương đương với bọn họ thôi. Mà bọn họ có 5 người, Lâm Thanh Diện chỉ có 1 người, cho nên muốn giải quyết Lâm Thanh Diện cũng không phải là chuyện gì khó. Bây giờ bọn họ cần chú ý nhất là người nước C này sử dụng vũ khí nhiệt hạng nặng. Nhưng trước khi bọn họ đến quảng trường này thì đã bịt lại hết tín hiệu ở bên này rồi, bọn họ muốn cầu cứu với bên ngoài là không thể nào, cho nên bây giờ chỉ cần phòng trừ đám người trên quảng trường đến kho vũ khí đạn dược lấy vũ khí nhiệt hạng nặng là được rồi. Đội trưởng cứ yên tâm đi xử lý thằng oát con đó đi, chúng tôi sẽ canh chừng những tên còn lại, tên oát con này trông không lợi hại lắm, đợi lát nữa đội trưởng đừng có hạ thủ lưu tình đó. Đội trưởng không phải người mềm lòng, thằng này dám đứng ra, đội trưởng nhất định sẽ cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta, tôi đoán kết cục của tên oát con này sẽ khá là thảm đó. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải đối thủ có thực lực tương đương với chúng ta, đội trưởng nhất định phải đánh đẹp chút đó. Để cho mấy người nước C này biết sự lợi hại của chúng ta. Lâm Thanh Diện vốn không đặt lời nói của bọn họ vào trong lòng, nếu đối phương chỉ phái một người đến đánh với anh thì phiền phức còn dễ giải quyết một chút. Anh thích nhất chính là loại đánh giá thấp thực lực của đối thủ thế này, hơn nữa là người tự cho mình là đúng, đợi đến khi bọn họ ý thức ra thực lực chân chính của Lâm Thanh Diện khủng bố đến thế nào thì tất cả đều đã muộn rồi. Ông Phương, ông đứng về phía sau đi. Truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Ông đó, Lâm Thanh Diện quay đầu nói với ông Phương một câu. Phương Tôn lập tức gật đầu, nói truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Quá gắng gượng, nếu như chống không nổi thì tự mình chạy đi, tương lai cậu còn dài, không cần quan tâm đến lão già như tôi. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, ông Phương, đừng quá xem thường tôi. Nếu thật sự liều mạng, thì cho dù 5 người bọn họ liên thủ, tôi cũng không phải không thể ứng phó được. Đúng rồi, tôi biết ông còn có chiêu, nhưng làm như thế chắc sẽ tạo thành truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Lên người tôi, đừng dễ dàng dùng nút bấm trên tay ông, đợi khi tôi thật sự không chống nổi nữa, ông hắng dùng cũng không muộn.
Trên mặt Phương Tôn lộ ra một tia ngạc nhiên, cái nút bấm trong tay ông ta có thể nói là tương đối kín kẽ, ngay cả năm tên nước xa đó cũng không phát hiện, không ngờ lại bị Lâm Thanh Diện phát hiện rồi. Lâm Thanh Diện có thần niệm, biết tất truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Anh đương nhiên nhìn thấy chiếc nút trong tay Phương Tôn. Phương Tôn không do dự, trịnh trọng mà gật đầu với Lâm Thanh Diện, không biết tại vì sao, ông ta cảm thấy có người thanh niên này ở đây thì nguy cơ ngày hôm nay chả là gì nữa. Không nói lời thừa thãi nữa, Lâm Thanh Diện nắm chặt Thôn Chính trong tay, sau đó trực tiếp xông về phía Maxim. Anh vốn không định lãng phí thời gian, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Mạnh tương đối khủng bố. Thiên tinh thức. Từng luồng sáng đao xen kẽ với cuồng phong quét về phía Maxim. Maxim nhìn thấy cảnh này, đôi mắt lập tức nhíu lại, sau đó sức mạnh trong cơ thể lập tức ảo hóa thành một cây rìu khổng lồ, dùng sức quơ về phía trước. Một hư ảnh rìu khổng lồ xuất hiện, trực tiếp chạm mặt với chiêu thức của Lâm Thanh Diện, một tiếng nổ vang lên, làn sóng truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Quanh vỡ nát. Đám người nhìn thấy uy lực chiến đấu khủng bố như thế, đều hoảng sợ chạy ra xung quanh. Trong cuộc chiến trình độ này, một khi bị tác động đến thì muốn sống cũng khó nữa. Bốn tên cao thủ nước xa còn lại thì giờ phút phút canh chừng mấy người có mặt ở hiện trường. Một khi có người muốn lẻn đi, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Thực lực của Lâm Thanh Diện quả truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Không thì phải xem cậu ta rồi. Chắc là có chút khó đó, dù sao cho dù Lâm Thanh Diện có lợi hại đi nữa, chắc cũng chỉ có thể ứng phó với một người thôi, mà nước xa phái đến 5 người, chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ xem có còn cách nào thoát thân hay không đi. Sau khi Maxim chống đỡ sự công kích truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Phía người của Lâm Thanh Diện vận chuyển hóa kình toàn thân, né đi sự công truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đất, mặt đất xi măng lập tức bị nứt thành một đường khổng lồ, nhìn trông vô cùng đáng sợ. Quát con, không ngờ sức mạnh của cậu lại mạnh như vậy, tôi thật sự xem thường cậu rồi. Nhưng nhìn bộ dạng còn cầm vũ khí của cậu, chắc hẳn là cảnh giới chưa tới đâu đúng chứ? Nếu thật sự là vậy thì muốn thắng tôi, không dễ như vậy đâu. Maxim hét lên với Lâm Thanh Diện một truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Người lập tức đánh nhau, ánh sáng giao thoa, các loại dư ba sức mạnh lan tỏa ra xung quanh, tạo thành sự phá hoại có quy mô tương đối lớn. Chỉ một hồi. Cả quảng trường vốn dĩ ngay ngắn đã không còn ra thể thống gì nữa rồi. Tuy Lâm Thanh Diện vẫn chỉ là nửa bước hóa cảnh, hoặc là nói vẫn chưa đột phá đến huyền kình viên mãn, nhưng sức mạnh trong cơ thể anh đang truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Mạnh Trường Vân lần trước, Lâm Thanh Diện đã có cảm ngộ rất sâu về cảnh giới của mình, ngoại trừ tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu thì sự lý giải về cảnh giới của bản thân cũng đã sâu sắc hơn vài phần. Lúc này Lâm Thanh Diện đã có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu như mình đột phá đến huyền kình viên mãn, thì sức mạnh có được ít nhất sẽ trên hóa cảnh giai đoạn truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đoạn giữa. Dù sao bây giờ Lâm Thanh Diện vẫn chưa đột phá, trên sức mạnh, đã có thể đối chọi với hóa cảnh giai đoạn đầu rồi. Cảnh giới của Maxim tuy là hóa cảnh giai đoạn đầu, nhưng bởi vì bọn họ không phải tu luyện từng bước đến cảnh giới hiện tại như Lâm Thanh Diện. Mà bọn họ là dựa vào cách đặc biệt mới có được loại sức mạnh bây giờ. Cho nên cho dù truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Có chút phù phiếm, trong quá trình chiến đấu với Lâm Thanh Diện, sơ hở của hắn cũng càng lúc càng rõ ràng, cho nên xét tổng thể, sự chiến đấu đến bây giờ của hai người, vẫn là Lâm Thanh Diện chiếm thượng phong. Maxim thấy mình vậy mà lại không thể giải quyết Lâm Thanh Diện, cũng có chút khó chịu. Sau khi nghiến răng nhìn Lâm Thanh Diện một cái, liền dùng sức lực toàn thân bổ truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Không do dự, Thôn Chính trong tay biến hóa chiêu thức, đánh ra một đòn tương đối kỳ diệu về phía trước. Kinh lôi thức. Cùng với tiếng sầm cuồn cuộn, một đường ánh sáng đao xung thiên xuất hiện, trực tiếp va chạm với hư ảnh của rìu khổng lồ. Sau làn sóng khổng lồ, rất rõ ràng chiêu thức của Lâm Thanh Diện thắng một bậc. Miệng Maxim nhổ ra một ngụm máu, nhanh chóng lùi lại về sau. Thực lực truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé.
không thể lãng phí thời gian nữa, cùng nhau lên giải quyết hắn, rồi đi giết thống soái nước C. Chương 971, khổ chiến. Một mực đang phía sau vận sức chờ phát động bốn người nghe được Maxime về sau, không chút do dự, một khối hướng phía Lâm Bắc Dương bên kia vọt tới. Bốn người này đối với Lâm Bắc Dương thực lực vẫn còn có chút kinh ngạc, bọn hắn đều không nghĩ tới, bằng vào đội trưởng lực lượng một người, vậy mà không giải quyết được cái mới nhìn qua này bình thường tiểu tử. Phương Tôn cùng Hồ Khôn bọn người nhìn thấy Maxime vậy mà dự định năm người một khối vây công Lâm Bắc Dương, sắc mặt cũng đều là biến đổi. Nhanh, yểm hộ Lâm Bắc Dương, một mình hắn khẳng định ứng phó không được năm người. Hồ Khôn hô to một tiếng. Lúc này liền có thật nhiều người lần nữa cầm lấy súng trong tay mình, hướng phía Maxime năm người đánh qua. Toàn bộ quảng trường, nháy mắt bị viên đạn cho phong tỏa. Maxime năm người đều là hừ lạnh một tiếng, về sau trên người lực lượng bộc phát, trực tiếp đem những viên đạn kia đều cho cản lại. Những viên đạn này mặc dù là hướng phía Maxime bên kia bắn xuyên qua, nhưng là ở đây không tất cả đều là thần thương thủ, Lâm Bắc Dương cùng Maxime bọn hắn khoảng cách cũng không tính xa, cho nên Lâm Bắc Dương cũng nhận một chút tác động đến. Những viên đạn này đối với hóa cảnh cao thủ đến nói, căn bản cũng không có quá a tác dụng, ngược lại sẽ còn ảnh hưởng Lâm Bắc Dương phát huy. Hắn quay đầu hướng phía Phương Tôn cùng Hồ Khôn bên kia nhìn thoáng qua, mở miệng nói, không cần yểm hộ ta, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Phương lão là được, bọn hắn năm cái ta đến ứng phó. Nghe được Lâm Bắc Dương, Hồ Khôn lập tức giơ tay lên, ra hiệu đám người đều dừng lại. Trên quảng trường, nháy mắt lại yên tĩnh trở lại. Dựa vào hắn một cái, thật có thể ứng phó đối diện năm người a. Mặc dù vừa rồi hắn cùng một cái giao thủ, chiếm thượng phong, nhưng lại yếu đối thủ lập tức biến thành 5 cái, đó cũng không phải là lật gấp 5 lần đơn giản như vậy a. Một mình hắn, chung quy là khó mà địa phương 5 người vây công a. Ai, chuyện cho tới bây giờ, lại nơi đó có thể có lựa chọn khác đâu, coi như chúng ta không nghĩ để một mình hắn ứng đối 5 cái, chúng ta cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì a. Xem ra chỉ thuận theo ý trời, chỉ mong Lâm Bắc Dương có thể kiên trì lâu một chút đi. Maxime năm người nghe được Lâm Bắc Dương trên mặt cũng đều là lộ ra cười lạnh, quá hiển nhiên cũng không cảm thấy hắn một cây người có thể cùng năm cái hóa cảnh giai đoạn trước cao thủ chống lại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi để ta bị thất thế, liền có thể một cái đánh chúng ta năm cái, chúng ta năm người liên thủ, có thể tạo thành uy lực, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đọc truyện cân vớt tại hố truyện, s0tiuyen.com. Maxime hướng về phía Lâm Bắc Dương hô một tiếng. Lâm Bắc Dương mặt không biểu tình, một người độc chiến 5 vị hóa cảnh sơ kỳ cao thủ, đối với hắn mà nói, quả thật có tương đối lớn áp lực. Nhưng là lấy một địch nhiều loại sự tình này, hắn lại không phải là không có làm qua, cho nên còn không đến mức bị đối diện 5 người dọa cho phải đánh mất lòng tin. Hắn đem thôn chính nắm thật chặt tại trong tay mình, về sau vận chuyển huyền kình, lại là một đao, hướng phía Maxime 5 người bên kia bổ tới. Kinh lôi thức. To lớn đao mang hướng phía Maxime 5 người bên kia chém tới, 5 người đều là không dám thất lễ, tranh thủ thời gian phóng xuất ra riêng phần mình lực lượng, đem cái này một cái đao mang cho chống đỡ cản lại. Lần này 5 người đều lộ ra tương đương nhẹ nhõm, Maxime cười lạnh đối Lâm Bắc Dương nói, tiểu tử, đây chính là ngươi công kích mạnh nhất đi, ta một người muốn tiếp tục chống đỡ, quả thật có chút khó khăn, nhưng là chúng ta 5 cái, muốn kháng trụ ngươi dạng này một kích, chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Lâm Bắc Dương cũng không để ý tới bọn hắn, mà là nhanh chóng hướng phía 5 người bên kia vọt tới. 5 người thấy thế, cũng đều là tròng mắt hơi híp, nháy mắt liền phân tán ra, đem Lâm Bắc Dương cho bao vây lại. Toàn lực xuất thủ, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Maxime mở miệng hô một tiếng, tiếp lấy trong tay cự phủ nháy mắt bành trướng, hướng phía Lâm Bắc Dương trên thân bổ tới. Còn lại 4 người cũng đều nhao nhao dùng mình lực lượng trong cơ thể, huyễn hóa ra binh khí đến. Hướng phía Lâm Bắc Dương trên thân bổ tới. Nơi xa quan chiến mọi người thấy cái này kinh thiên lực lượng toàn bộ hướng phía Lâm Bắc Dương trên người một người đập tới, đều là không khỏi vì hắn lau vệt mồ hôi. Đây cũng quá khủng bố đi, bọn hắn lực phá hoại chỉ sợ là đều theo kịp đạn đạo, Lâm Bắc Dương bị bọn hắn như thế vây công, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a. Đám này đáng chết xa quốc lão, vậy mà như thế hèn hạ, 5 người đánh một cái, thật sự là tức chết ta. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại chờ một lúc Lâm Bắc Dương nếu là bị giải quyết, nên như thế nào ngăn cản bọn hắn 5 cái đi. Tất cả mọi người không coi trọng Lâm Bắc Dương có thể tại 5 người công kích đến mạng sống,
trong lúc nhất thời đều là vô cùng sốt ruột, trong đầu phi tốc nghĩ đến nên ứng đối như thế nào tiếp xuống tình huống. Phương Tôn cũng là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem bên kia chiến trường, bất đắc dĩ thở dài, nắm lấy nút bấm tay, lại dùng sức mấy phần. Nếu là Lâm Bắc Dương không thể tiếp tục chống đỡ, hắn sẽ nháy mắt đè xuống cái nút này, đến lúc đó, Sa Quốc năm người này, đừng mơ có ai sống lấy trở về, toàn bộ đều phải đi cho Lâm Bắc Dương chôn cùng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Lâm Bắc Dương tại làn công kích này ở trong không chống đỡ được đến thời điểm. Bên kia đột nhiên bộc phát ra kinh thiên khí thế, ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, đem Maxime 5 người công kích toàn bộ cản lại. Ngay sau đó, một thân ảnh phi tốc hướng phía sau lui tới, đám người ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện chính là đã đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc Lâm Bắc Dương. Lúc này Lâm Bắc Dương đã sử dụng ra bí pháp, lực lượng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Vừa rồi một kích kia, là hắn đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng phóng xuất ra. Cũng là đến lúc này, hắn mới biết được năm vị hóa cảnh sơ kỳ liên thủ là khủng bố đến mức nào, vừa rồi một kích kia, cơ hồ rút sạch hắn sử dụng bí pháp về sau, thể nội tất cả lực lượng. Nếu không phải như thế, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết tại năm người liên thủ vây công phía dưới. Mà hắn vừa rồi vào tới trong năm người ở giữa, là vì làm một cái cực kỳ trọng yếu chuẩn bị. Hôm nay có thể hay không dựa vào chính hắn đem 5 người này giải quyết, liền nhìn cái này chuẩn bị. Maxime 5 người nhìn thấy Lâm Bắc Dương vậy mà ngăn trở bọn hắn 5 người hợp lực công kích, đồng thời còn từ bọn hắn 5 túi sách của người kia vây ở trong trốn tới, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật là một cái đánh không chết tiểu cường, bất quá vừa rồi công kích như vậy, người trong thời gian ngắn khẳng định chỉ có thể thi triển một lần. Mà chúng ta 5 cái còn có thể hợp lực xuất thủ nhiều lần, ta liền không tin ngươi mỗi lần đều có thể tiếp tục chống đỡ. Maxime hướng về phía Lâm Bắc Dương hô một câu. Lúc này Lâm Bắc Dương khóe miệng lộ ra một cái trêu tức nụ cười, nhìn phía xa Maxime 5 người. Các ngươi 5 cái hợp lực xác thực phi thường khủng bố, ta cũng thừa nhận ta chỉ có thể ngăn cản một lần các ngươi hợp lực công kích. Nhưng là các ngươi đã không có cơ hội đối với ta công kích lần thứ 2. Maxime nghe được Lâm Bắc Dương, lập tức cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, thật sự là nằm mơ, cơ hội của chúng ta còn nhiều phải là. Ồ, phải không, Lâm Bắc Dương thì thào một câu, về sau thần niệm thả ra ngoài, trực tiếp dẫn động vừa mới đặt ở Maxime trong 5 người ở giữa một vật. Cửu Long trói sát trận trận bàn. Chương 972, Cửu Long trói sát trận uy lực. Một vệt kim quang, phóng lên tận trời. Về sau nháy mắt hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài, tại phương viên 50 mét phạm vi bên trong, hình thành một cái mắt trần có thể thấy kết giới. Ngay sau đó, đám người liền nghe được từng đợt tiếng long ngâm, coi như bọn hắn không có thân ở kết giới bên trong, cũng đều bởi vì cái này tiếng long ngâm mà không tự chủ được liền run rẩy lên. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Ông trời của ta, kia là rồng A. Lúc này có người đưa tay chỉ kết giới phương hướng, lớn tiếng hô một câu. Tất cả mọi người hướng phía bên kia nhìn sang, quả nhiên thấy từng đạo thân thể cao lớn tại kết giới ở trong xuất hiện, những này thân thể ngoại hình, chính là hoa hạ truyền thuyết cổ xưa ở trong một cái giống loài thần long. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi người bị một màn này cho rung động, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể tại trong thế giới hiện thực, nhìn thấy thần long. Mặc dù từ những cái kia thần long trạng thái đến xem, bọn hắn cũng không phải thật sự là rồng. Mà là một loại lực lượng hóa thân, nhưng là thần thái của bọn hắn cùng động tác, cùng chân chính thần long cũng không hề khác gì nhau. Cái này đủ để làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong khó mà miêu tả rung động ở trong. Lâm Bắc Dương trước đó cũng chưa từng có được chứng kiến trận pháp uy lực, bây giờ thấy cái này cửu long trói sát trận vậy mà có thể tạo thành khổng lồ như thế hùng tề cảnh tượng, cũng là có chút rung động. Hắn vừa rồi vào tới Maxime 5 người bên trong, chính là vì đem trận bàn bố trí đi. Mà trong quá trình chiến đấu, hắn vẫn luôn không có sử dụng qua thần hồn công kích chi pháp, cũng chưa từng dùng qua trảm tiên kiếm, cũng là bởi vì hắn một mực đang hướng phía trận bàn ở trong chuyển vận thần hồn chi lực. Lâm Bắc Dương hiện tại thần hồn vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, không có cách nào làm được phân tâm mà dùng, mà lại lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ, đem tất cả thần hồn chi lực đều rút sạch, mới có thể trước mặt trèo chống một lần cửu long trói sát trận mở ra. Cho nên hắn căn bản cũng không dám dùng nhiều thần hồn của mình chi lực. Liền ngay cả thần niệm cũng chỉ là duy trì tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Mặc dù Lâm Bắc Dương trong đầu trảm tiên kiếm uy lực cũng to lớn vô cùng, muốn dựa vào đánh bất ngờ chém giết Maxime trong mấy người một cái phi thường dễ dàng.
nhưng là đối phương có 5 người, mà lại trảm tiên kiếm tiêu hao đồng dạng to lớn, lấy Lâm Bắc Dương hiện tại thần hồn cường độ, nhiều nhất sử dụng trảm tiên kiếm 2 lần, tiếp lấy liền sẽ thần hồn khô kiệt, đánh mất sức chiến đấu. Đến lúc đó Maxime 5 người coi như chỉ còn người kế tiếp, đối với bộ tổng chỉ huy đến nói, đều chính là hủy diệt tính tai nạn. Đọc truyện cân vớt tại hố truyện s0tiuyen.com. Cho nên Lâm Bắc Dương lựa chọn sử dụng trận bàn. Thông qua hắn khoảng thời gian này đối với cái này trận bàn hiểu rõ, uy lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường, trọng yếu nhất chính là, trận pháp, thích hợp với lấy một địch nhiều tràng diện. Bởi vì có trận bàn tồn tại, Lâm Bắc Dương chỉ cần dựa vào lấy thần hồn của mình chi lực đem trận pháp này mở ra, về sau trận pháp sẽ dựa vào trận bàn ở trong lực lượng để phát huy mình uy thế. Dựa theo Lâm Bắc Dương đoán chừng, cái này cửu long trói sát trận, coi như không là lợi hại nhất cái chủng loại kia trận pháp, khẳng định cũng là cao cấp trong trận pháp một loại. Hắn có rất lớn lòng tin, dựa vào cái này cửu long trói sát trận đem Maxime 5 người giải quyết. Bây giờ cửu long trói sát trận hiển hiện, cũng xác minh Lâm Bắc Dương suy đoán, đừng nói là 5 cái hóa cảnh sơ kỳ cao thủ, coi như đến bên trên là cái, cửu long trói sát trận chỉ sợ đều có thể kháng trụ. Xem ra tại quá khứ, không thể nhất gây, không phải thực lực kinh khủng những người kia, mà là trận pháp đại sư A, dù sao coi như thực lực mạnh hơn, người ta trực tiếp ném ra một cái đại sát trận, trừ phi có một đám cùng thực lực mình tương đương cao thủ một khối ngăn cản, nếu không cũng chỉ có chịu chết phần A. Lâm Bắc Dương cảm khái nói một câu. Thân ở trung tâm trận pháp Maxime 5 người cũng đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện biến cố cho giật nảy mình. Bọn hắn nguyên bản muốn xông tới lần nữa cho Lâm Bắc Dương đến bên trên một kích, ai cũng không nghĩ tới giữa không trung đột nhiên xuất hiện 9 đầu khổng lồ thần long, đem bọn hắn đều cho nhìn ngốc. Oh my god, đây là có chuyện gì, không phải nói hoa hạ rồng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Vì cái gì hiện tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên vậy mà xuất hiện rồng, hơn nữa còn có 9 đầu. Cái này nên không phải là hoa hạ thực lực chân chính đi, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn tại nuôi rồng loại vật này, là bởi vì chúng ta lần này đột nhiên ám sát, bọn hắn không có cách nào vận dụng vũ khí nóng, lúc này mới đem rồng loại vật này tung ra ngoài a. Maxime nghe đội viên mình, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, coi như trên thế giới này thật sự có rồng, cũng không phải có thể tùy tiện nuôi nhốt, những này chẳng qua là hình rồng lực lượng thôi. Đây cũng là tiểu tử kia tuyệt chiêu. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm ra loại vật này đến, sớm biết như thế, chúng ta hẳn là ngay lập tức liền đem hắn giải quyết. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt đều lộ ra một tia hối hận. Lâm Bắc Dương nhìn xem trận pháp thành hình về sau, phi tốc hướng phía kết giới bên cạnh vọt tới, đứng tại kết giới biên giới vị trí. Hiện tại hắn có thể thông qua thần niệm đến khống chế toàn bộ trận pháp, trong trận pháp 9 đầu thần long, toàn bộ đều vì Lâm Bắc Dương chỉ huy. Maxime nhìn chằm chằm Lâm Bắc Dương nhìn thoáng qua, cắn răng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi làm ra loại này giả thần giả quỷ đồ vật, chúng ta liền sợ ngươi, ngươi cái này cũng chẳng qua là một chút hư giả cảnh tượng mà thôi, căn bản là khốn không được chúng ta. Lâm Bắc Dương lập tức nở nụ cười, mở miệng nói, thật sao? Vậy các ngươi đều có thể thử một lần, có thể hay không từ trận pháp này ở trong trốn tới? Nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kết giới ở trong một đầu thần long liền nhanh chóng hướng phía Maxime 5 người bên kia cúi vọt xuống dưới. 5 người thấy thế, tranh thủ thời gian đều phóng xuất ra riêng phần mình lực lượng, hợp lực hướng phía đầu kia thẩm long đánh qua. Thần long mở ra miệng lớn, một trận tiếng long ngâm vang lên, ngay sau đó, một đạo từ thuần túy lực lượng ngưng tụ mà thành chùm sáng liền hướng phía Maxime 5 người bên kia dâng trào mà đi. Cả hai chạm vào nhau. Toàn bộ kết giới ở trong nháy mắt bộc phát ra một trận lực lượng khổng lồ ba động. Kia 8 đầu thần long thân thể nháy mắt múa, trực tiếp đem lực lượng kia ba động áp chế xuống. Va chạm kết thúc, phóng thích lực lượng đầu kia thần long quang mang ảm đạm rất nhiều. Trái lại Maxime 5 người, bọn hắn lúc này đều đã là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một kích kia để bọn hắn cũng không tốt đẹp gì. Đồ chết tiệt, đây rốt cuộc là cái quái gì, vì sao lại mạnh như vậy? Tiểu tử kia thực lực rõ ràng chỉ cùng chúng ta tương đương, không nên làm cho ra loại vật kinh khủng này mới đúng. Lâm Bắc Dương cười nhìn bọn hắn một chút, mở miệng nói, vật này tên là trận pháp, là chúng ta hoa hạ lão tổ tông trí tuệ, các ngươi những này đầu não đơn giản ra hỏa, như thế nào lại minh bạch trận pháp tuyệt diệu chỗ. Maxime hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, cái gì chó má trận pháp, coi như cái đồ chơi này lực lượng không yếu, chúng ta cũng cản lại, ngươi ít tại chỗ này đắc ý. Lâm Bắc Dương con mắt lập tức nhíu lại,
nhìn về phía Maxime năm người ánh mắt bên trong, nháy mắt thêm ra đến mấy phần sát khí. Các ngươi chống đỡ được một con rồng công kích, kia nếu là 9 con rồng cùng lên đâu? Chương 973, Cửu Long cùng lên. Lâm Bắc Dương vừa dứt lời, kết giới ở trong 9 con rồng liền cùng kêu lên phát ra gầm thét, tiếp lấy toàn bộ đưa ánh mắt về phía trên mặt đất Maxime 5 người. Bọn hắn 5 cái thân thể đều là bị cái này long hống thanh âm dọa cho phải run lên. Đội trưởng, người vừa rồi, không nên khiêu khích hắn, hiện tại 9 con rồng này đều nhìn chằm chằm chúng ta, bọn hắn nếu là một khối phát ra công kích, chúng ta hôm nay sợ rằng ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại a. Một đội viên đối Maxime nói câu. Maxime quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, coi như ta chẳng phải nói, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta à. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể liều mạng, chỉ cần chúng ta ở trong có một người có thể chạy trở về, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho vị cao nhân kia, hắn khẳng định có biện pháp ứng phó. Còn lại 4 cái thành viên trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng, nghĩ không ra lúc ấy nơi này tình thế còn từ bọn hắn đến trưởng khống. Bây giờ lại cũng bắt đầu nghĩ đến muốn làm sao đào mệnh. Hoa Hạ người thủ đoạn, quả nhiên không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Xem ra lần sau còn muốn tiến hành ám sát kế hoạch, nhất định phải trước làm rõ ràng địa điểm ám sát có hay không nuôi thần long loại vật này lại động thủ. Đây là mấy người trong lòng thống nhất ý nghĩ. Maxime híp mắt nhìn kết giới bên ngoài Lâm Bắc Dương một chút, về sau nhỏ giọng đối với mình mấy cái đội viên nói, chờ một lúc chúng ta chia ra hành động. Đồng thời đối phó chúng ta 5 cái, hắn khẳng định sẽ phi thường phí sức, chỉ cần có một tia sơ sẩy, chúng ta liền có cơ hội chạy đi. Tiếp xuống sẽ có kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn vận khí của chúng ta. 4 người đều là gật đầu, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lâm Bắc Dương khóe miệng câu lên, Maxime bọn hắn vẫn như cũ là không rõ Lâm Bắc Dương đến cùng có cái dạng gì thủ đoạn. Hắn coi là chỉ cần nhỏ giọng nói chuyện, Lâm Bắc Dương liền nghe không được. Kỳ thật ở đây hết thảy, đều tại Lâm Bắc Dương thần niệm trong khống chế, mặc kệ bọn hắn có bất kỳ tiểu động tác, Lâm Bắc Dương đều có thể ngay lập tức phát hiện. Hắn cũng không tính cho 5 người chạy trối chết cơ hội, tại Maxime lời nói xong một nháy mắt, giữa không trung kia 9 đầu thần long, cũng đã hướng phía Maxime 5 người bên kia cúi vọt xuống dưới. Maxime biến sắc, tranh thủ thời gian mở miệng hô, tranh thủ thời gian phân tán ra, đáng chết, tiểu tử này vậy mà như thế đuổi tận giết tuyệt. Lại không cho chúng ta mảy may thời gian thở dốc. 5 người lúc này liền hướng phía phương hướng khác nhau vào tới. Nhưng là thần long tốc độ không thể so với bọn hắn đầy, huống chi Lâm Bắc Dương là sớm khởi xướng công kích. Đọc truyện cân vớt tại hố truyện s0tiuyen.com. 9 đầu thần long, đồng loạt há hốc miệng ra, 9 đạo lực lượng cột sáng một khối hướng phía Maxime 5 người bên kia phun ra mà đi. Lấy 9 đầu thần long phạm vi công kích đến xem. Coi như bọn hắn 5 cái tách ra, cũng căn bản không có khả năng chạy trốn. Bọn hắn vẫn là không có ý thức được, cái này cửu long trói sát trận, đến cùng có kinh khủng bực nào uy năng. Maxime chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, ngay sau đó, toàn thân đậu bỉ một cỗ lực lượng cuồng bạo cho bao vây lại. Hắn tâm cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn đem mình lực lượng toàn thân đều thả ra, muốn ngăn cản được những lực lượng này xung kích. Mà bây giờ mặc kệ hắn làm cái gì, đều đã là phí công, hóa kình sơ kỳ thực lực, căn bản cũng không đủ để đối kháng trận pháp này lực lượng. Sau đó, Maxime liền mất đi chi giác, mất đi hết thảy ý thức. Còn lại 4 vị đội viên cùng Maxime cảm thụ cũng đều cùng loại, bọn hắn hướng phía trước lao ra 10 mấy mét, nhưng là trong nháy mắt liền đã bị trận pháp lực lượng cho bao khỏa. Ở vào kết giới người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy 9 đầu thần long ở giữa không trung bay múa, tiếp lấy nhao nhao bắn ra một đạo tinh thuần lực lượng. Những lực lượng này giao hội tại một khối, trực tiếp đem cả bầu trời đều làm nổi bật thành một mảnh trắng xóa. Cái này thật vẫn là nhân loại có khả năng sức mạnh bùng lên a. Cái này chỉ sợ đã có thể được xưng là thần tích đi. Lâm Bắc Dương thật sự có lợi hại như vậy a? Chẳng lẽ hắn đã có được thần linh uy năng? Hẳn không phải là Lâm Bắc Dương thi triển đi ra uy năng, nếu là hắn thật nắm giữ uy năng cỡ này, một lúc bắt đầu, hẳn là cũng đã đem Sa Quốc 5 người kia giải quyết. Hắn là tại một phen phấn chiến về sau, mới sử dụng thủ đoạn này, chắc hẳn cái này nhất định là một loại nào đó cường đại đến chúng ta không cách nào tưởng tượng bảo vật chế tạo ra uy năng. Hô, bất kể như thế nào, ta hôm nay đều xem như mở rộng tầm mắt, ta Hoa Hạ truyền thừa, quả nhiên bác đại tinh thâm, trên thế giới này, còn có quá nhiều chúng ta không biết kinh khủng tồn tại a.
9 đầu thần long công kích qua đi, trận bàn ở trong chỗ chứa đựng chèo chống trận pháp vận chuyển lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Thần long thân ảnh dần dần làm nhạt, kết giới cũng biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng toàn bộ trở lại trận bàn ở trong. Cái này cửu long trói sát trận bàn bên trong, hết thảy chứa đựng 3 lần bắt đầu dùng trận pháp lực lượng, bây giờ Lâm Bắc Dương dùng xong 1 lần, còn thừa lại 2 lần. Hướng phía vừa rồi Maxime 5 người vị trí nhìn sang, trên mặt đất, xuất hiện một cái hố cực lớn, gần như sắp muốn đem toàn bộ quảng trường cho bao quát đi vào. Tại cái hố trung ương, thì là có 5 cỗ cháy đen thi cốt, chính là Maxime 5 người thi thể. Lúc này bọn hắn đều chỉ còn lại xương cốt, vật gì khác đều đã tại vừa rồi lực lượng khổng lồ cọ rửa bên trong, hóa thành cho tàn. Nhìn thấy Maxime 5 người đã đều chết hết, Lâm Bắc Dương cũng là lặng yên thở dài một hơi, về sau nhanh chóng hướng phía cái hố trung ương tiến lên, đem rơi trên mặt đất trận bàn cho nhặt lên. Đã từng gặp qua lấy cửu long trói sát trận uy lực, Lâm Bắc Dương hiện tại là đã đem cái này trận bàn xem như mình trọng yếu nhất bảo bối. Đây chính là tại thời khắc mấu chốt, có thể làm cho mình sống sót bảo bối, Lâm Bắc Dương lại làm sao có thể không coi trọng. Có cái này trận bàn tồn tại, Lâm Bắc Dương cảm giác mình coi như là một người đụng tới xa quốc quân đội, cũng có thể thong dong vô cùng đem bọn hắn cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Đương nhiên, đối phương nếu là sử dụng đạn hạt nhân loại này vũ khí, vậy sẽ phải khác nói. Đem trận bàn thu lên về sau, Lâm Bắc Dương cũng không tiếp tục nhìn nhiều kia năm bộ hài cốt một chút, quay người hướng phía Phương Tôn vị trí đi tới. Nhìn thấy xa quốc năm người bị diệt trừ về sau, tới tham gia yến hội những người kia cũng đều cấp tốc hướng phía Phương Tôn bên kia tụ tập tới. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bắc Dương hướng phía cái này vừa đi tới, trên mặt đều lộ ra một tia kính sợ. Giờ khắc này, Lâm Bắc Dương chính là trong lòng bọn họ ở trong chân chính anh hùng. Nếu là không có Lâm Bắc Dương, ở đây những người này, chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Lâm Bắc Dương đi đến Phương Tôn trước mặt, nhìn hắn chằm chằm một chút, mở miệng hỏi, Phương Lão, ngươi không sao chứ? Phương Tôn mặt mũi tràn đầy kích động lắc đầu, nói ta không sao, ngược lại là ngươi, chế tạo ra như vậy kinh khủng cảnh tượng, khẳng định phải gánh chịu rất lớn áp lực a. Lâm Bắc Dương cười cười, trong lòng tự nhủ kỳ thật hắn cũng chính là dùng thần hồn chi lực khởi động trận pháp mà thôi. Không tính là lớn bao nhiêu áp lực. Bất quá sử dụng bí pháp đối với hắn phụ tải xác thực phi thường lớn. Ta tạm thời vô sự, đã Phương Lão không có việc gì, vậy ta liền trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ta có thể muốn ngủ mấy ngày, hy vọng mấy ngày nay không người đến quấy rầy ta. Lâm Bắc Dương mở miệng. Phương Tôn trịnh trọng gật đầu, mở miệng nói, ngươi yên tâm, hôm nay qua đi, xa quốc những người kia, một cái cũng đừng nghĩ rót vào đến ta Hoa Hạ đến. Lâm Bắc Dương ừ một tiếng, về sau liền quay người hướng phía Phương Tôn chuẩn bị cho hắn gian phòng đi tới. Đúng lúc này, sau lưng của hắn, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Chương 974, dự định bổ nhiệm hắn làm phó thống soái. 2 ngày sau, Lâm Bắc Dương từ mê man ở trong tỉnh lại, phát hiện thời gian đã là giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên mặt của hắn, để hắn tại bắc cảnh cái này giá lạnh chi địa, cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn từ trên giường xuống tới, hoạt động một chút mình gân cốt, thật dài, thở một hơi. Mặc dù lần này chiến đấu chủ yếu dựa vào là cửu long trói sát trận đem Maxime 5 người giải quyết, nhưng là tại thành công khởi động trận pháp trước đó, Lâm Bắc Dương vẫn như cũ là chống đỡ 5 vị hóa cảnh sơ kỳ cao thủ vây công. Cái này đối với hắn mà nói là vượt qua cực hạn chiến đấu. Tăng thêm lúc ấy hắn nhất định phải đem mình tất cả thần hồn chi lực đều rót vào trận bàn bên trong. Khiến cho trạng thái tinh thần của hắn một trận căng cứng. Cho tới bây giờ, Lâm Bắc Dương còn cảm giác mình không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Quay đầu nhìn thoáng qua treo trên tường lịch ngày, Lâm Bắc Dương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình lần này dùng thử bí pháp, vậy mà chỉ mê man thời gian một ngày. Xem ra theo thực lực mình tăng cường, bí pháp đối với Lâm Bắc Dương tác dụng phụ, cũng đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Hắn phóng xuất ra thần niệm. Cẩn thận cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình, phát hiện trên thân trừ một chút tiểu nhân làm tổn thương bên ngoài, cũng không có cái gì nó trạng huống của hắn. Mà lại để hắn hơi kinh ngạc chính là, trải qua lần này sau khi chiến đấu, mặc kệ là hắn lực lượng vẫn là thần hồn, vậy mà đều có tăng lên không nhỏ. Lâm Bắc Dương dừng lại tại nửa bước hóa cảnh trình độ, đã có tương đối dài một đoạn thời gian, trước đó hắn một mực có thể cảm nhận được cảnh giới của mình mặc dù không có tăng lên. Nhưng là lực lượng lại một mực đang vững bước tăng cường. Mà bây giờ, Lâm Bắc Dương lần thứ nhất cảm nhận được mình lực lượng,
dường như đã đạt tới đường ranh giới trước mặt. Đây là sắp triệu chứng đột phá. Lâm Bắc Dương trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, hắn chờ loại cảm giác này đã đợi quá lâu. Mỗi lần cùng hóa cảnh cao thủ giao thủ, Lâm Bắc Dương kiểu gì cũng sẽ cảm thấy đối phương chỉ cần dựa vào lực lượng trong cơ thể liền có thể huyễn hóa ra vũ khí, mà mình lại còn muốn cầm một cây đao, thực tế là có hơi phiền toái. Đọc truyện convert tại hố truyện s0tiuyen.com. Mặc dù những cái kia cùng Lâm Bắc Dương giao thủ những cái kia hóa cảnh cao thủ cuối cùng đều chết tại Lâm Bắc Dương đao hạ, nhưng là Lâm Bắc Dương phía trong lòng hay là vô cùng hy vọng mình cũng có thể đạt tới chân chính hóa cảnh. Trong lòng của hắn bên cạnh còn có chút chờ mong mình huyền kình viên mãn về sau, sẽ đạt tới một cái dạng gì cấp độ. Hiện nay cố gắng lâu như vậy, cuối cùng là nhìn thấy một chút hy vọng. Không có lại tiếp tục chú ý mình thực lực, Lâm Bắc Dương kiểm tra một chút mình vật phẩm trên người, xác nhận cái gì cũng không thiếu về sau, liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lâm Bắc Dương mê man trong một ngày này, toàn bộ chỉ huy cao tầng, đều đã nổ tung nước. Lâm Bắc Dương lần này triển hiện ra thủ đoạn, triệt để phá vỡ bọn hắn đối với Hoa Hạ võ đạo nhận biết, nguyên bản đối với võ đạo cũng không xem trọng những người kia hiện tại cũng ước gì dưới tay mình binh có thể được đến hệ thống võ đạo huấn luyện. Bởi vì lúc trước Thần Long Vệ triển hiện ra thành tích, chính là bởi vì Lâm Bắc Dương dậy nên, tất cả mọi người cảm thấy Thần Long Vệ người khẳng định là tu luyện võ đạo công pháp, cho nên mới sẽ trở nên lợi hại như vậy. Cho nên những cao tầng này đều đã bắt đầu thay phiên đi cho Nhâm Thu Hùng nói tốt, muốn để hắn đem Lâm Bắc Dương kế hoạch huấn luyện, cùng lực lượng dạy cho bọn hắn thủ đoạn chia sẻ ra. Nhâm Thu Hùng nháy mắt liền thành chỉnh cái bắc cảnh bánh trái thơm ngon, một thời gian cũng là có chút đắc ý. Bất quá tốc thành bản phương pháp thổ nạp cùng kế hoạch huấn luyện đều xem như Lâm Bắc Dương đồ vật, không có Lâm Bắc Dương đồng ý, Nhâm Thu Hùng cũng không dám đem những vật này tùy tiện giao ra. Đám người cũng đều minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ có thể chờ đợi lấy Lâm Bắc Dương tỉnh lại, xem hắn có đồng ý hay không đem tốc thành bản phương pháp thổ nạp cùng kế hoạch huấn luyện cho chia sẻ ra. Về phần Lâm Bắc Dương cùng Sa Quốc Ngũ Đại hóa cảnh cao thủ trận chiến kia tình huống, đã bị liệt là cơ mật quân sự, trừ bộ chỉ huy một đám cao tầng có thể thảo luận, còn lại tất cả mọi người hết thảy không được tiết ra ngoài. Lâm Bắc Dương sau khi ra ngoài, một mực canh giữ ở người bên ngoài liền lập tức đi thông chi Phương Tôn. Đem Lâm Bắc Dương tỉnh lại sự tình nói. Phương Tôn lúc này triệu tập bộ chỉ huy tất cả cao tầng, dự định mở một hội nghị, đối Lâm Bắc Dương công tích tiến hành một cái khen ngợi, thuận tiện hỏi một chút Lâm Bắc Dương có nguyện ý hay không đem hắn đối Thần Long Vệ huấn luyện chi pháp, mở rộng đến toàn quân. Có thể để cho toàn bộ bắc cảnh thực lực tổng hợp đạt được tăng lên, Phương Tôn tự nhiên là tương đương vui lòng, cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bạc đãi Lâm Bắc Dương. Cho Lâm Bắc Dương ban thưởng, hắn đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Lâm Bắc Dương cũng không có gấp, hắn đầu tiên là không nhanh không chậm đi tắm rửa một cái, hỏi một mực đi theo hắn người kia muốn một thân quần áo mới thay đổi về sau, mới hướng phía phòng họp bên kia đi tới. Phòng họp ở trong đám người chính khí thế ngất trời thảo luận lấy Lâm Bắc Dương cùng Sa Quốc năm vị hóa cảnh cao thủ trận chiến kia, đối với Lâm Bắc Dương chỗ thi triển đi ra thủ đoạn, đến bây giờ đều là nhịn không được tán thưởng. Lâm Bắc Dương đẩy cửa đi vào phòng họp bên trong, nguyên bản náo nhiệt phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Lâm Bắc Dương trên thân, trong ánh mắt, đều tràn ngập kính sợ. Phương Tôn cười nhìn Lâm Bắc Dương một chút, đối hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi vào bên cạnh mình. Lâm Bắc Dương cũng không có do dự, đi qua làm được Phương Tôn bên cạnh. Nếu là đặt ở đi qua, Lâm Bắc Dương dạng này một người trẻ tuổi. Vậy mà cùng thống soái ngồi tại cùng một cấp bậc vị trí bên trên, bọn hắn khẳng định sẽ không vui lòng. Nhưng là hiện tại không ai dám phản đối Lâm Bắc Dương ngồi ở vị trí này. Dù sao lấy Lâm Bắc Dương thực lực, đã đầy đủ để bọn hắn đem Lâm Bắc Dương xem như thống soái cái này một cấp bậc nhân vật mà đối đãi. Hiện tại Lâm Bắc Dương đến, vậy ta cũng liền không nói nhảm, hôm nay triệu tập mọi người mở cái này sẽ, mục đích chủ yếu. Là đối Lâm Bắc Dương hôm qua triển hiện ra vũ dũng thủ đoạn tiến hành một cái ngợi khen, nếu là không có hắn, chúng ta những người này, chỉ sợ đều đã bị Sa Quốc những cái kia hành thích người giải quyết. Lâm Bắc Dương không thể bỏ qua công lao, ta nghĩ điểm này, mọi người hẳn là không người phản đối. Tất cả mọi người là tranh thủ thời gian gật đầu, như thực sự có người phản đối, sợ rằng sẽ nháy mắt bị ở đây những người này đánh thành đầu heo. Lâm Bắc Dương anh hùng thần võ, thực lực kinh người. Điểm này mọi người chúng ta đều kiến thức đến, trước đó ta còn đối Lâm Bắc Dương có chút hoài nghi, kia thật là ta ánh mắt của mình quá nông cạn,
hiện tại ta ở trước mặt mọi người cùng Lâm Bắc Dương nói lời xin lỗi, hy vọng Lâm Bắc Dương có thể tha thứ ta trước đó vô tri. Hồ Khôn một mặt thành khẩn đối Lâm Bắc Dương nói một câu. Lâm Bắc Dương nhìn xem hắn cười cười, nói ta còn không có nhỏ nhen như vậy, sự kiện kia ta cũng không có để ở trong lòng. Thấy Lâm Bắc Dương nói như vậy, Hồ Khôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Lâm Bắc Dương có thể nói là toàn bộ Bắc Cảnh đều nghĩ nịnh bợ người, nếu là Lâm Bắc Dương đơn độc đối với hắn có ý kiến, hắn về sau tại Bắc Cảnh thời gian, coi như không dễ lăn lộn. Phương Tôn cười cười, nói ta biết các ngươi đều quá cảm kích Lâm Bắc Dương, lần này nếu là không có hắn, không chỉ có các ngươi, ta mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, Lâm Bắc Dương đối với Bắc Cảnh làm ra công lao, đã đến không thể đo lường tình trạng. Cho nên tổng hợp cân nhắc đến, ta dự định bổ nhiệm Lâm Bắc Dương trở thành Bắc Cảnh phó thống soái, không biết mọi người nhưng có ý kiến gì. Chương 975, cự tuyệt. Mọi người tại nghe được Phương Tôn về sau, đều là sửng sốt một chút. Hôm nay lúc họp, Phương Tôn cũng đã nói có một kiện đại sự muốn tuyên bố, đồng thời cũng tương đương với cho Lâm Bắc Dương ban thưởng. Mới đầu tất cả mọi người còn tại suy đoán Phương Tôn sẽ cho Lâm Bắc Dương cái dạng gì ban thưởng. Dù sao lần này Lâm Bắc Dương sáng tạo công lao thực tế không phải có thể tùy tiện dùng một chút tiền tài hoặc là vật phẩm có thể cân nhắc. Hiện tại Phương Tôn nói muốn bổ nhiệm Lâm Bắc Dương vì Bắc Cảnh phó thống soái, quả thực đem tất cả mọi người cho giật nảy mình. Như thật muốn dựa theo Lâm Bắc Dương công tích đến nói, bổ nhiệm hắn làm phó thống soái cũng không quá đáng, nhưng là Lâm Bắc Dương là tại tuổi còn rất trẻ, trong lịch sử đều không có còn trẻ như vậy phó thống soái, cho nên tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Lâm Bắc Dương cũng là một mặt kinh ngạc, nghĩ không ra Phương Tôn vậy mà vừa đến đã cho hắn như thế lớn một cái kinh hãi. Tất cả mọi người là trầm mặc một hồi, về sau liền có người mở miệng nói, ta đồng ý, mặc dù Lâm Bắc Dương còn rất trẻ, nhưng là thực lực của hắn cùng can đảm đủ để xứng với phó thống soái chức vị này. Nói rất đúng, lần này cần không phải nhờ có Lâm Bắc Dương, chúng ta toàn bộ bộ chỉ huy đều phải xong đời, để Lâm Bắc Dương tới làm phó thống soái, tuyệt không quá đáng. Lâm Bắc Dương mặc dù trẻ tuổi, nhưng là tính cách của hắn so rất nhiều đã có tuổi người còn muốn trầm ổn, mà lại hắn còn có chúng ta những lão gia hỏa này không có can đảm, để hắn tới làm phó thống soái, đối với Bắc Cảnh đến nói, có lẽ sẽ là một trận to lớn kỳ ngộ. Tất cả mọi người bắt đầu đồng ý Phương Tôn quyết định này, vậy mà không có một cái ra phản đối. Phương Tôn thấy tất cả mọi người không có ý kiến gì, cũng là lộ ra một cái nụ cười, quay đầu nhìn Lâm Bắc Dương một chút, mở miệng nói, đã như vậy. Chuyện này liền quyết định như vậy. Ta không đồng ý, đúng lúc này, người trong cuộc Lâm Bắc Dương mở miệng nói một câu. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Dương, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới người nào sẽ cự tuyệt Bắc Cảnh phó thống soái thân phận như vậy. Phương Tôn cũng không nghĩ tới Lâm Bắc Dương sẽ nói như vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái, mở miệng nói, vì sao? Ngươi là cảm thấy phó thống soái vị trí này, còn không đủ trình độ đưa cho ngươi phần thưởng a? Lâm Bắc Dương cười cười, nói, Phương lão hiểu lầm, ta cũng không phải là cảm thấy không đủ trình độ ban thưởng, kỳ thật ta hôm qua xuất thủ, cũng là vì mình, cũng không muốn thưởng gì. Năm đó Phương lão cứu ta một mạng, bây giờ ta cứu Phương lão, chúng ta cũng coi là hòa nhau. Bắc Cảnh phó thống soái vị trí này, cũng không quá thích hợp ta, ta cũng không có ý định đem cả đời mình đều cống hiến tại Bắc Cảnh, ta còn có lão bà cùng nữ nhi, nếu như có thể mà nói. Ta càng hy vọng có thể cùng hai người bọn họ qua cuộc sống của người bình thường. Mọi người tại đây nghe được Lâm Bắc Dương giải thích về sau, đều là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Lâm Bắc Dương thời điểm chiến đấu, sát khí lăng nhiên, nội tâm nhưng lại có như thế mềm mại địa phương. Phương lão cũng là trầm mặc lại, trước đó hắn xác thực không có cân nhắc Lâm Bắc Dương mình ý nghĩ, hiện tại xem ra, cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ leo đến một cái chí cao vô thượng vị trí. Đọc truyện cân vớt tại hố truyện s0tiuyen.com. Tối thiểu nhất Lâm Bắc Dương liền không nghĩ. Suy tư một lát, Phương lão nhìn về phía Lâm Bắc Dương, mở miệng nói, ngươi nói ta trước đó xác thực không có cân nhắc, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta bổ nhiệm ngươi làm Bắc Cảnh phó thống soái. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi chức vị này cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ trói buộc, Bắc Cảnh ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người đối cuộc sống của ngươi tạo thành can thiệp. Vị trí này, kỳ thật liền tương đương với một hạng vinh dự, ta cũng chỉ là vì cho ngươi một chút ngợi khen. Bất quá ta cần ngươi đáp ứng ta, ngày sau nếu là Hoa Hạ gặp nạn, ngươi không thể ngồi yên không lý đến, như thế nào? Lâm Bắc Dương nhìn Phương Tôn một chút, mở miệng nói, Hoa Hạ gặp nạn, ta
ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, ta cũng rõ ràng có nhân tài của đất nước có nhà đạo lý, về phần bộ này thống soái vị trí, ta nhìn vẫn là thôi đi. Lâm Bắc Dương minh bạch Phương Tôn là quý tài, nhưng là hắn có mình việc cần phải làm, không có khả năng cả một đời ở tại Bắc Cảnh, mỗi lần xuất thủ, trả hết lúc trước thiếu Phương lão những cái kia tình cảm, cũng đã đầy đủ. Thấy Lâm Bắc Dương khăng khăng cự tuyệt, Phương Tôn cũng không tốt tiếp tục áp đặt cho Lâm Bắc Dương, đành phải cười nói câu, đã ngươi không muốn, vậy ta cũng liền không bắt buộc, bất quá ngày sau Hoa Hạ trung quy là các ngươi những người tuổi trẻ này, thực lực càng mạnh, trách nhiệm cũng liền càng lớn, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Lâm Bắc Dương nhẹ gật đầu, nói cái này ta tự nhiên rõ ràng. Về sau đám người lại cùng Lâm Bắc Dương thương lượng một chút trong quân đội mở rộng Lâm Bắc Dương tốc thành bản phương pháp thổ nạp cùng kế hoạch huấn luyện sự tình. Lâm Bắc Dương đối với chuyện này cũng không có cái gì phản đối, dù sao sư phụ lý niệm cũng là mở rộng Hoa Hạ võ đạo. Mà quân đội bởi vì nguyên nhân đặc biệt, đi truyền thống võ đạo đường đi, dám chắc được không thông. Lâm Bắc Dương sáng tạo tạo nên tốc thành bản phương pháp thổ nạp, đối với bọn hắn đến nói, đúng là một cái lựa chọn tốt hơn. Nếu là cái này có thể trong quân đội mở rộng, ngày sau Hoa Hạ quân đội, sẽ cường thịnh đến nước khác không cách nào với tới tình trạng. Bất quá Lâm Bắc Dương cho Thần Long Vệ chế định kế hoạch huấn luyện là căn cứ Thần Long Vệ thân thể của mọi người cường độ tổng hợp suy tính qua, trực tiếp tại toàn quân mở rộng khẳng định không được. Cầm tới những cái kia phổ thông quân đội dùng thời điểm, khẳng định là phải làm ra tương ứng yếu bớt. Hội nghị kết thúc về sau, Phương Tôn liền làm cho tất cả mọi người đều tán, chỉ để lại Lâm Bắc Dương một cái. Hai người một khối hướng phía bộ chỉ huy một gò núi bên trên đi tới. Hôm qua ngươi không chỉ có đã cứu ta, còn cứu chỉnh cái bộ chỉ huy, xem ra năm đó ta cứu ngươi một mạng, thật sự là vô cùng lựa chọn sáng suốt a. Phương Tôn cười đối Lâm Bắc Dương nói. Lâm Bắc Dương đi theo cười cười, mở miệng hỏi, không biết Phương lão có thể phái người đi điều tra chuyện này, mặc dù năm người kia đều bị ta giết, nhưng là Sa Quốc xuất hiện hóa cảnh cao thủ, chuyện này bản thân liền quá khác thường. Nếu là không tra rõ ràng phía sau nguyên nhân, ngày sau chỉ sợ còn sẽ có lấy càng thêm nguy hiểm tình cảnh chờ lấy chúng ta. Phương Tôn cười cười, nói cái này hiển nhiên muốn tra, bất quá bây giờ còn không nóng nảy, chúng ta còn phải chờ một người. Bọn người, Lâm Bắc Dương lộ ra một tia nghi hoặc. Phương Tôn nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Qua không đầy một lát, một đạo âm thanh xé gió lên, hai người đều quay đầu nhìn sang, một thân ảnh trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Lâm Bắc Dương nhìn chăm chú một chút, phát hiện người tới vậy mà là chúng thần điện điện chủ, Quý Trường Thanh. Cùng lúc đó, Sa Quốc nơi nào đó, một cái âm u trong gian phòng, người mặc hắc bào người thần bí trực tiếp một bàn tay đem một cái bàn cho đập thành bột phấn. Bên cạnh chờ lệnh Sa Quốc thống soái bị người thần bí loại thủ đoạn này dọa cho phải thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Năm người, vậy mà không có một cái còn sống trở về. Ta hao hết thiên tân vạn khổ mới đưa bọn hắn lực lượng cho chồng đến chút cơ cảnh, nghĩ không ra bọn hắn thậm chí ngay cả chút chuyện như vậy đều không làm được. Xem ra ta vẫn là quá coi thường Hoa Hạ bên kia còn sót lại lực lượng. Sa Quốc thống soái nơm nớp lo sợ nhìn người thần bí một chút, mở miệng hỏi, đại. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Người thần bí quay đầu hướng phía gian phòng chỗ sâu giường bên trên nhìn một chút, nơi đó đang có một người nằm ở trên giường. Trên lồng ngực của hắn có phức tạp quỷ dị đường vân bên trong, thỉnh thoảng có lực lượng kinh khủng ba động phóng xuất ra. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể mau chóng đem hắn lực lượng tăng lên tới mạnh nhất, sau đó ta cùng hắn liên thủ, đi đem Hoa Hạ đám phế vật kia cho trừ. Hiện tại lập tức an bài ta đi các ngươi thủ đô, đồng thời cho ta tổ chức một cái vạn người cấp bậc yến hội, ta có tác dụng lớn chỗ, nghe được rồi sao? Sa Quốc thống soái không dám thất lễ. Vâng. Cái này an bài. Chương 976, tự do đến đi. Trên gò núi, Lâm Thanh Diện nhìn Quý Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, trên mặt còn mang theo một tia kinh ngạc. Quý Trường Thanh thì lại ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, không ngờ mới bao lâu không gặp mà thằng nhóc cậu đã mạnh tới mức này rồi, một mình giải quyết được 5 vị cao thủ hóa cảnh sơ kỳ, quả là không đơn giản mà. Quý lão đừng hiểu lầm. Tôi có thể giải quyết được 5 người bọn họ là dựa vào sức mạnh của trận pháp, thực lực của bản thân tôi còn lâu mới đạt tới trình độ kia. Lâm Thanh Diện giải thích một chút. Quý Trường Thanh cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc, trước khi tới nơi này ông ta đã biết được một chút tin tức của trận chiến ngày hôm qua nên có lẽ từ đó cũng suy đoán ra một số khả năng.
Đương nhiên là ông ta không tin bây giờ một mình Lâm Thanh Diện đã có thể đánh được với 5 vị cao thủ hóa cảnh sơ kỳ. Vẻn vẹn qua miêu tả của Phương Tôn mà nói thì cũng biết chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ mượn ngoại lực. Cho nên Lâm Thanh Diện nói mình dựa vào trận pháp mới giải quyết được 5 người kia, Quý Trường Thanh mới không cảm thấy kinh ngạc. Về phần Lâm Thanh Diện sử dụng trận pháp gì, mặc dù Quý Trường Thanh cảm thấy khá hứng thú nhưng cái này thuộc về bí mật riêng của Lâm Thanh Diện, ông ta cũng không thể hỏi nhiều cho nên liền không nói thêm gì nữa. Quý Trường Thanh khẽ gật đầu với Lâm Thanh Diện sau đó nhìn về phía Phương Tôn, cười chào hỏi, đã lâu không gặp rồi, Tiểu Phương. Phương Tôn cũng cười với Quý Trường Thanh. Nói, nhiều năm không gặp như vậy mà tiền bối vẫn còn tinh thần quắc thước như thế, quả nhiên là thần tiên sống. Quý Trường Thanh sờ lên râu mép của mình, nói, nếu thật sự là thần tiên sống thì tốt quá, đáng tiếc là tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lâm Thanh Diện kinh ngạc nhìn hai người đã lớn tuổi này, cảm thấy có chút cổ quái. Xét ra thì nhìn Phương Tôn cũng không trẻ hơn Quý Trường Thanh mấy tuổi nhưng Quý Trường Thanh lại gọi Phương Tôn là Tiểu Phương Tôn cũng gọi Quý Trường Thanh là tiền bối. Tình hình này thật sự rất không hài hòa. Nhưng ngẫm lại cũng phải, Quý Trường Thanh đã sống hơn 150 năm cứ tính toán như vậy thì Quý Trường Thanh đúng là tiền bối của Phương Tôn. Hai người các ông cười cười, nói, đương nhiên là biết rồi, từ lúc còn trẻ tôi đã quen biết với Quý tiền bối rồi, khi đó chính ông ấy đã đề nghị tôi gia nhập chúng thần điện, nói muốn bồi dưỡng tôi thành một vị cao thủ, chỉ có điều khi đó tôi càng thêm cảm mến cuộc sống bộ đội, cho nên lựa chọn tới làm binh. Lâm Thanh Diện như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, không ngờ ngay này đủ để chứng minh Phương Tôn cũng là một thiên tài tập võ, đáng tiếc là ông ta lại không lựa chọn con đường này. Nhưng người có năng lực cho dù có đi con đường nào thì cũng vẫn có thể tạo nên một thế giới riêng thuộc về mình. Mặc dù Phương Tôn không chấp nhận lời mời của chúng thần điện nhưng bây giờ cũng đã ngồi vào vị trí thống soái của Bắc Cảnh, ông ta ra, cho dù là Quý Trường Thanh cũng phải run rẩy. Tôi đã đọc tư liệu mà các người đưa. Lần này nước xa phái 5 vị cao thủ hóa cảnh tới đây quả thực là vô cùng kỳ quặc. Dựa vào lai lịch của bọn họ tuyệt đối không thể nào có cao thủ hóa cảnh được, chuyện này chỉ sợ là có người hỗ trợ phía sau. Quý Trường Thanh không nói những điều vô nghĩa mà nói điều bây giờ chúng ta không có cách nào tra được tình hình nội bộ của nước xa cho nên cũng không rõ rốt cuộc là bọn họ gặp phải vấn đề gì mới xảy ra lần ám sát này. Phương Tôn trả lời. Quý Trường Thanh híp mắt lại, trong lòng suy tư. Dường như ông ta nghĩ đến một khả năng nào đó nhưng lại không quá chắc chắn. Người trong bóng tối đứng sau chuyện này chắc chắn tất nhiên là rất khó, cũng may lão già là tôi đây còn có chút tác dụng, nếu đã như vậy thì tôi sẽ tới nước xa một chuyến để xem thử xem rốt cuộc là ai ở sau lưng giả thần giả quỷ. Quý Trường Thanh nở nụ cười. Tiền bối, mặc dù quốc lực của nước xa yếu hơn chúng ta nhưng nếu người cứ tùy tiện đi qua đó như thế chỉ sợ là sẽ gặp phải âu nói. Quý Trường Thanh cười cười. Nói, mấy chuyện này đối với tôi mà nói thì coi như không có phiền phức gì, trước tiên tôi sẽ tới bộ chỉ huy của nước xa một lần, ngày mai vào lúc này các người lại tới đây tìm tôi. Nói xong, bóng dáng của Quý Trường Thanh đã xuất hiện ở cách đó mười mấy mét. Phương Tôn thấy Quý Trường Thanh nói đi là đi như thế, trong lúc nhất thời lại cảm thấy cũng không có vấn đề gì quá lớn, dù sao nước xa phái ra 5 cao thủ hóa cảnh sơ kỳ đã có thể thuận lợi chui vào bộ chỉ huy của nước C. Quý Trường Thanh đã một chân bước vào cảnh giới cao thủ thần cảnh, ra vào trụ sở của nước C có thể nói là đơn giản như lấy đồ trong túi. Phương Lão không cần quá lo lắng, thực lực của quý trụ sở nước xa một chuyến thì cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Lâm Thanh Diện nói với Phương Tôn. Phương Tôn khẽ gật đầu, cũng không nói gì tiếp. Ngày hôm sau, cũng vào thời gian đó, Lâm Thanh Diện và Phương Tôn cùng nhau đi tới ngọn núi kia lần nữa. Hai người chờ ở chỗ này không bao lâu đã nghe thấy một trận tiếng xé gió. Rất nhanh, Quý Trường Thanh đã xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ, cùng xuất hiện với ông ta còn có một người nước xa khá cao lớn, mức người run lẩy bẩy. Quý Trường Thanh đưa người kia đến đây, người kia cao gần 2 mét và không thể ngờ được mình lại bị một ông già có mái tóc hoa râm dẫn theo chạy xa như vậy. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Phương Tôn nhìn chằm chằm vào người mà Quý Trường Thanh xách trở về. Mặt mũi lập tức lộ ra vẻ tràn đầy chấn kinh. Làm thống soái của nước C, đương nhiên Phương Tôn nhận ra người nước xa bị Quý Trường Thanh sách trở về này là ai. Anh ta chính không bao giờ ngờ tới Quý Trường Thanh tới bộ chỉ huy của nước xa một lượt, không chỉ không tổn hao một sợi lông tóc nào mà còn bắt cả tham mưu trưởng của đối phương trở lại. Tôi đã tìm hết một lượt ở trụ sở của nước xa nhưng không phát hiện ra bất kỳ người khả nghi nào, cho nên liền mang tham mưu trưởng của bọn họ về đây. Hy vọng có thể hỏi được nhàn nhạt mở miệng. Phương Tôn nuốt nước bọt,
nếu như sớm biết điện chủ của chúng thần điện lợi hại như vậy thì ông ta đã sớm tìm Quý Trường Thanh hỗ trợ đối phó với nước Xa rồi. Tuy nhiên nhiệm vụ cấp bách nhất trước mắt là làm rõ xem rốt cuộc nước Xa bên kia đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc năm cao thủ hóa cảnh xuất thân như thế nào. Ông ta nhìn người tham mưu, đột nhiên các người lại áp dụng kế hoạch ám sát tôi. Các người tìm năm cao thủ kia ở đâu ra? Phía sau là ai đang giúp các người? Tham mưu trưởng còn chưa có kịp phản ứng đây là chuyện gì, chỉ có điều trong lòng hắn ra rất rõ ràng, chuyện Phương Tôn hỏi tuyệt đối không thể nói. Cho dù các người có giết tôi thì tôi cũng sẽ không nói cho các người bất kỳ chuyện mày, nhìn về phía Quý Trường Thanh, mở miệng hỏi, tiền bối, người có thủ đoạn thẩm vấn nào không? Quý Trường Thanh còn chưa mở miệng thì Lâm Thanh Diện đã tiến lên một bước, nói, để tôi làm cho. Chương 977, để thằng nhóc này đi với tôi. Tham mưu trưởng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, thấy Lâm Thanh Diện chỉ mới 20 tuổi, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn ta thấy là người trẻ tuổi sẽ không có kinh nghiệm thẩm vấn, nếu như Lâm Thanh Diện tiến hành thẩm vấn, vậy có thể sẽ dễ chịu hơn một chút. Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói cho các người bất kỳ chuyện gì đâu, các người nhanh giết tôi đi, sau này nước Xa của tôi nhất định sẽ... À, tham mưu trưởng còn chưa kịp nói xong thì Lâm Thanh Diện đã bắt lấy một ngón tay của hắn ta. Không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp bẻ gãy. Sau này sẽ như thế nào? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn tham mưu trưởng, mở miệng hỏi một câu. Cả khuôn mặt tham mưu trưởng bởi vì đột nhiên xuất hiện đau đớn mà kìm nén đến đỏ bừng, mồ hôi trên trán lớn như hạt đậu rơi xuống thân thể đã bắt đầu run rẩy của hắn ta. Vốn còn nghĩ là người trẻ tuổi sẽ không có kinh nghiệm thẩm vấn, chắc chắn sẽ không thể hỏi được cái gì từ trong miệng hắn ta. Nhưng không ngờ cái người mới nhìn qua rất trẻ tuổi này thoáng cái đã bẻ gãy một ngón tay của hắn ta. Xuất phát từ cảm giác bất ngờ này, trong lòng tham mưu trưởng theo bản năng đã sinh ra một tia sợ hãi với Lâm Thanh Diện. Đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ... Lại một tiếng răng rắc vang lên. Lại là một ngón tay bị bẻ gãy, tham mưu trưởng kêu thảm lên lần nữa. Thì sẽ như thế nào? Lâm Thanh Diện lại bình tĩnh hỏi một câu. Lúc này tham mưu trưởng đã đau đến mức nói không ra lời, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp một người ác như Lâm Thanh Diện. Trong lòng hắn ta cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần còn dám nói nửa lời phản kháng thì Lâm ta. Dù sao hắn ta cũng có hẳn 10 ngón tay cơ mà, Lâm Thanh Diện bẻ gãy thêm mấy thấy đáng tiếc. Cho nên hắn ta dứt khoát ngậm miệng lại, giả vờ như đau đến mức nói không ra lời. Lâm Thanh Diện thấy tham mưu trưởng không nói lời nào, không do dự. Tiếp tục bẻ gãy một ngón tay của hắn ta. Chắc ông cũng biết chúng tôi không muốn lãng phí thời gian, không nhận được đáp án chúng tôi mong muốn thì ông cũng chỉ có thể tiếp tục nhận đau khổ. Đừng hy vọng xa vời, tình cảnh của ông bây giờ chính là muốn chết cũng khó. Tôi có cả trăm phương pháp tra tấn, cũng có cả trăm cách tra tấn mà ông không thể chết được, nếu như vẫn tiếp tục lãng phí thời gian thì tôi không ngại dùng thân thể ông để thử một chút. Nghe Lâm Thanh Diện nói xong, khuôn mắt tham mưu trưởng như là người chết. Cho dù đời này ông ta đã trải qua vô số cảnh, người nào nhẫn tâm giống như Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy tham mưu trưởng vẫn đang do dự, thế là lại đưa tay ra hung hăng bẻ gãy ba ngón tay của tham mưu trưởng. Làm như thế, hiển nhiên so với bẻ gãy một ngón tay còn khiến cho người ta thống khổ hơn. Tham mưu trưởng đau đến mức trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói, van xin anh, bỏ qua chịu đựng được đau khổ to lớn và áp lực tâm lý nên thỏa hiệp. Năm cao thủ hóa cảnh kia của các người từ đâu tới, vì sao lại bọn họ lại có sức mạnh như vậy? Lâm Thanh Diện không do dự, trực tiếp hỏi một câu. Là một vị cao nhân thần bí giúp bọn họ lấy được sức mạnh đó, cụ thể lấy được bằng cách nào thì tôi cũng không rõ, chỉ có vị cao lời. Lúc này Lâm Thanh Diện đang dùng thần niệm quan sát sự thay đổi của ông ta, nếu như ông ta dám nói láo thì có thể phát hiện ra ngay lập tức. Xét theo phản ứng của tham mưu trưởng thì ông ta không hề nói dối. Cao nhân thần bí, ba người Lâm Thanh Diện liếc nhau một cái, xem ra chuyện này cũng phù hợp với một số suy đoán trước đó của bọn họ. Lai lịch của vị cao nhân thần bí kia ra sao? Lâm Thanh Diện hỏi tiếp. Cái này thần bí kia có cùng huyết thống với người nước C các anh, ông ta nói mình muốn chứng chúng tôi, những chuyện khác tôi cũng không rõ lắm. Tham mưu trưởng thành thật trả lời. Lúc tôi tới trụ sở của các người cũng không phát hiện bất kỳ người khả nghi nào. Không phải cậu đang cố ý bịa ra một người không tồn tại để lừa gạt chúng tôi đấy chứ? Quý Trường Thanh nhìn chằm chằm vào ông ta hỏi một câu. Hoàn toàn không có, những lời tôi nói đều là thật, ông không tìm vị đại nhân kia đã yêu cầu chỉ huy của chúng tôi đưa ông ta về thủ đô,
nghe nói vị đại nhân kia muốn tổ chức một buổi yến tiệc quy mô 10.000 người tham dự. Tham mưu trưởng vội vàng mở miệng nói. Quý Trường Thanh lập tức nhíu mày, mở miệng hỏi, tổ chức yến tiệc làm gì? Cái này tôi cũng không biết, vị đại nhân kia thần thông quảng đại, chỉ huy của chúng tôi vặt, ông ta bảo làm cái gì thì chúng tôi làm cái đó, về phần yến tiệc kia dùng để làm gì thì không một ai biết được, nhưng tôi đoán có lẽ là vị đại nhân kia muốn chọn ra một số người có tư chất tốt từ quốc gia của chúng tôi, bởi vì vị đại nhân kia yêu cầu người tới tham gia yến tiệc nhất định phải có thân thể cường tráng, biểu hiện trên trả lời. Quý Trường Thanh và Phương Tôn đều như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng bọn họ cũng không biết người thần bí này làm một màn như thế là vì cái gì. Trầm ngâm một lát, Quý Trường Thanh mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ muốn làm rõ người thần bí này có lai lịch gì thì chỉ có thể tới thủ đô nước xa một chuyến thôi. Phương Tôn cũng khẽ gật đầu theo, nói, nhưng của người kia, nếu cứ tùy tiện đi qua đó như vậy thì có thể gặp phải phiền toái gì hay không? Quý Trường Thanh cười cười, nói thủ đô của bọn họ không giống như biên cảnh. Trong thành phố đối với những người tập võ như chúng ta mà nói thì lại càng dễ ứng phó hơn một chút, cho dù người thần bí kia có lợi hại hơn nữa thì chắc chắn cũng không thể nào là nghịch thiên thì vấn đề này sẽ không lớn. Ông ta nói quả thật không sai, tới thủ đô nước xa quả thực còn dễ hơn so với biên cảnh, dù sao ở nơi đó cũng không cần lo lắng chuyện tên bay đạn lạc. Mặc dù nước C và nước xa thường có tranh chấp nhưng bây giờ là thời đại kinh tế toàn cầu hóa, giữa hai nước cũng có những hoạt động trao đổi thương mại rất chặt ra ở biên cảnh. Nếu đổi lại chiến trường ở trong thành phố thì ngay cả nước xa chắc chắn cũng không dám tùy tiện sử dụng mấy loại vũ khí tên lửa đạn đạo này. Cho đến lúc đó cũng chỉ là một trận chiến giữa Quý Trường Thanh và người thần bí kia mà thôi. Cho nên đi nước xa một chuyến có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Thấy Quý Trường Thanh nói như vậy, Phương Tôn cũng nhẹ gật hỗ trợ thì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng để trợ giúp tiền bối. Quý Trường Thanh cười cười, nói, không cần trợ giúp gì đâu. Chỉ là tôi thật sự cũng có một yêu cầu. Ồ, yêu cầu gì? Phương Tôn mở miệng hỏi. Quý Trường Thanh quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện vẫn luôn đứng ở bên cạnh, cười nói, để thằng nhóc này đi cùng với tôi, có lẽ cậu ta sẽ có thể giúp đỡ tôi không ít việc. Chương 978, ngôi sao Dương Tư Dĩnh. Trong phòng, Lâm Thanh Diện đang thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng trong lòng vẫn còn oán trách Quý Trường Thanh vài câu. Lúc đầu anh cho rằng Quý Trường Thanh bắt đầu điều tra chuyện lần này thì anh sẽ có thể thoải mái hơn một chút, cộng thêm lần này anh cứu được Phương Tôn cũng coi như đã trả hết ân tình lúc trước rồi, không chừng anh sẽ có thể trở về nhà ở cùng với Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc một thời gian, sau đó sẽ tới Chúng Thần Điện lấy khối ngưng hồn ngọc thứ ba rồi đi tìm sư phụ. Thật sự không ngờ Quý Trường Thanh lại yêu cầu để anh đi cùng tới nước xa. Anh nói với Quý Trường Thanh là thực lực của mình quá yếu. Nếu đi theo ông ta sẽ chỉ gây thêm phiền phức chứ không có bao nhiêu tác dụng, dù sao người thần bí kia có thể bồi dưỡng được 5 cao thủ hóa cảnh sơ kỳ trong một thời gian ngắn như vậy chắc chắn thực lực không yếu, ít nhất là Lâm Thanh Diện chắc chắn không đối phó được. Nhưng Quý Trường Thanh nói Lâm Thanh Diện có trận pháp trên người, uy lực của trận pháp kia đã đủ để Lâm Thanh Diện phát huy tác dụng cực lớn rồi, nếu đổi thành những người khác thì thật sự mới làm Quý Trường Thanh vướng víu đấy. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, đành phải đồng ý với Quý Trường Thanh. Sau khi định ra chuyện này xong, Quý Trường Thanh nói mình còn có một số chuyện khác cần phải xử lý một chút, ông ta bảo Lâm Thanh Diện tự đi tới nước xa trước để dò xét tình hình một chút. Quý Trường Thanh sẽ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, dựa theo cách nói của ông ta thì đây là để phòng ngừa người thần bí kia nghi ngờ. Nhưng theo quan điểm của Lâm Thanh Diện thì Quý Trường Thanh đang coi anh như một công cụ để sử dụng, để một mình anh đi trước thăm dò rõ ràng mục đích tổ chức yến tiệc của người thần bí kia. Tuy nhiên Lâm Thanh Diện đã gia nhập vào Chúng Thần Điện, điện chủ đã ra mệnh lệnh thì đương nhiên anh không thể làm trái được nên chỉ có thể thành thật đi thu dọn đồ đạc, dự định sẽ đến thành phố Mers thủ đô của nước xa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Lâm Thanh Diện lại tới gặp Phương Tôn một lần nữa, đem bản phương pháp học thổ nạp cấp tốc và kế hoạch huấn luyện của thần Long Vệ mà anh vừa mới làm xong nộp cho ông ta. Sau khi nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, Lâm Thanh Diện chào tạm biệt Phương Tôn. Sau đó dưới sự sắp xếp của Phương Tôn bí mật rời khỏi Bắc Cảnh tiến tới thành phố Đông Cát, qua bên đó đi máy bay tới nước xa. Sân bay thành phố Đông Cát. Lâm Thanh Diện đeo ba lô đi tới sảnh chờ, còn một thời gian nữa mới tới giờ bay nên anh định tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trước. Vừa đi tới chỗ ngồi, Lâm Thanh Diện đã nghe thấy phía sau mình truyền đến tiếng ồn ào, quay đầu nhìn lại thấy đang che chở cho một cô gái đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai dáng người yểu điệu đang lưng những người này. Trên tay đều cầm điện thoại đang quay cô gái đi ở chính giữa kia.
không ít người còn hô hào tên của cô gái. Dương Tư Dĩnh, tôi yêu cô. Dương Tư Dĩnh, cô là nữ thần của tôi. Nhìn thấy thế trận này, cho dù Lâm Thanh Diện bình thường không mấy chú ý tới chuyện trong ngành giải trí cũng đoán được, cô gái này hẳn là một ngôi sao. Lúc này những người ở xung quanh có người nghe thấy cái tên những người đi theo bên cạnh kia hô hào cũng đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đó là Dương Tư Dĩnh, là một ngôi sao đang nổi tiếng, mấy bộ phim truyền hình cô ấy đóng vai chính người xem đều có tỷ suất người xem vượt trội. Ôi, không ngờ tôi lại gặp được ngôi sao ở chỗ này đấy, Dương Tư Dĩnh là nữ diễn viên đang hot nhất hiện nay, không nhất là dáng người ma quỷ kia, thực sự là mất hồn đấy. Không hổ là ngôi sao, mặc dù đeo khẩu trang, che khuất cả mặt đi nhưng chỉ cần nhìn khí chất trên người thì người ta cũng biết đó chính là tiên nữ. Lâm Thanh Diện cũng không có hứng thú gì đối với những ngôi sao diễn viên này cho nên sau khi liếc nhìn qua một chút liền quay người lại ngồi xuống. Nhưng điều khiến anh Dĩnh kia, dưới sự che chở của đám vệ sĩ lại đang đi về phía này. Người vệ sĩ đi ở phía trước nhìn về phía Lâm Thanh Diện bên này một chút, sau đó bước nhanh đi tới, mở miệng nói với Lâm Thanh Diện, này, anh đứng dậy đi, chị Dĩnh của chúng tôi muốn nghỉ ngơi ở chỗ này một chút, anh nhường lại chỗ ngồi này đi tìm chỗ nào khác ngồi đi. Dương Tư Dĩnh cũng Thanh Diện một cái, lộ ra một tia ghét bỏ. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên nhìn người vệ sĩ kia và Dương Tư Dĩnh một chút, trong lòng không nói nên lời, mở miệng hỏi, chỗ ngồi này là của chung, ai tới trước thì được ngồi, tại sao lại bắt tôi phải nhường? Tại sao các người không đi tìm chỗ ngồi khác mà ngồi? Người vệ sĩ kia lập tức hung tợn trợn mắt lên nhìn Lâm Thanh Diện một chút, quát chẳng lẽ anh không biết chị Dĩnh của chúng tôi là ai à? Nếu như anh thức thời thì mau nhường chỗ đi. Vị trí này ở gần cửa soát vé nhất, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn chị Dĩnh của chúng lập tức lạnh xuống, anh thật sự không thể hiểu được những ngôi sao hiện nay lấy mặt mũi mà phải đuổi người ta đi chỗ khác. Chẳng lẽ ngôi sao cao quý hơn người khác một bậc à? Xin lỗi, cô ấy đi bộ nhiều hơn cũng không liên quan gì đến tôi, muốn ngồi thì tự đi mà tìm chỗ, đừng đến làm phiền tôi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói một câu. Vệ sĩ lộ vẻ tức giận, lúc này còn định đưa tay ra túm lấy cổ áo Lâm Thanh Diện. Lúc này Dương Tư Dĩnh đứng ở chỗ ngồi, chúng ta qua bên kia là được rồi, đừng ở đây so đo với anh ta nữa. Bấy giờ vệ sĩ mới thu tay lại. Anh ta trừng mắt với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, cũng là chị Dĩnh của chúng tôi rộng lượng, nếu không chắc chắn hôm nay tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nói xong, anh ta liền quay người chạy tới chỗ ngồi phía bên kia. Dương Tư Dĩnh cũng lườm Lâm Thanh Diện một cũng quay người rời khỏi nơi này. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh anh cũng đem chuyện này ném ra sau đầu. Thành thật mà nói thì người vệ sĩ kia còn phải cảm ơn Lâm Thanh Diện đã rộng lượng, nếu như Lâm Thanh Diện thực sự muốn so đo thì anh cần gì quan tâm anh ta có phải là vệ sĩ của ngôi sao hay không đã cho anh ta nếm trải thế nào đã đến giờ lên máy bay. Lâm Thanh Diện cầm vé máy bay của mình leo lên máy bay, đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Một lát sau, Lâm Thanh Diện cũng nhìn thấy ngôi sao Dương Tư Dĩnh kia cũng đi lên máy bay, thật trùng hợp lại còn ngồi ở bên cạnh anh. Lúc Dương Tư Dĩnh nhìn thấy Lâm Thanh Diện cũng sửng sốt một chút, sau đó lại có chút ghét bỏ ngồi xuống bên vé của khoang hạng nhất đã bán hết thì sao tôi phải ngồi ở khoang phổ thông rẻ tiền này, xem ra chỉ có thể chịu đựng một chút. Dương Tư Dĩnh lẩm bẩm một câu. Trên mặt Lâm Thanh Diện nở một nụ cười giễu cợt, nghĩ thầm cái cô ngôi sao này tuổi cũng không lớn lắm nhưng lại khá nhiều chuyện. Nhưng anh cũng lười phản ứng với loại người này mà trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ luôn đi theo bên cạnh Dương Tư Dĩnh đi tới chỗ Lâm Thanh Diện. Sau đó đưa tay chọc chọc Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn sang, người vệ sĩ kia lập tức mất kiên nhẫn nói, anh đổi chỗ cho tôi ngồi ở đây còn anh ra phía sau ngồi đi. Chương 979, xin lỗi tôi. Không đổi, Lâm Thanh Diện kiên quyết từ chối yêu cầu của tên vệ sĩ đó. Tên vệ sĩ cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Diện sẽ từ chối thẳng như thế, trên mặt bỗng lại lộ ra một tia thoải mái. Thằng nhóc, tôi thấy cậu chính là thiếu đòn phải không? Lúc đó ở bên đó tôi không để ý đến cậu, bây giờ cậu còn ở đây giả bộ với tôi, sao hả, cậu muốn bám lấy chị Dĩnh của chúng tôi, chiếm tiện nghi của chị ấy sao? Tên vệ sĩ không khách khí nói Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhếch môi, nói anh nghĩ nhiều rồi, loại người cô ta, còn chưa đủ gợi lên hứng thú của tôi. Tên vệ sĩ bỗng lộ ra nụ cười tức giận, mở miệng nói, mẹ nó còn ở đây giả bộ cái gì, tư sắc và vóc dáng của chị Dĩnh chúng tôi, không biết đã mê hoặc bao nhiêu đàn ông. Tôi trước nay chưa từng thấy đàn ông không có hứng thú với chị Dĩnh đâu, cậu cho dù giả bộ, tốt xấu gì cũng tìm một lý do cho hợp lý. Dương Tư Dĩnh mặt mày cũng ghét bỏ liếc nhìn Lâm Thanh Diện,
nhỏ giọng nói, đạo đức giả. Thấy tên vệ sĩ nói như thế, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng khinh bỉ một trận, anh không muốn nói nhảm với mấy người này, trực tiếp mở miệng nói, tôi khuyên anh tốt nhất mau chóng về chỗ của mình, sự nhẫn nại của tôi có hạn. Vệ sĩ bỗng cười ha hả, mở miệng nói, nhẫn nại của cậu có hạn, nhẫn nại của ông đây cũng có hạn, mẹ nó, xem ra hôm nay không dạy dỗ cậu một trận, cậu thật sự không biết bản thân ăn phải cái gì rồi. Nói rồi, tên vệ sĩ xắn tay áo của mình lên, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Mọi người xung quanh nhìn dáng vẻ muốn đánh Lâm Thanh Diện này của tên vệ sĩ thì đều toát mồ hôi thay cho Lâm Thanh Diện. Tuy bọn họ đều cảm thấy tên vệ sĩ này của Dương Tư Dĩnh làm không đúng, nhưng ai kêu người ta là vệ sĩ của ngôi sao lớn, cũng không ai dám đứng ra nói thay Lâm Thanh Diện. Bản thân Dương Tư Dĩnh cảm thấy Lâm Thanh Diện quả thật có hơi dễ thu thập, cho nên không có cản vệ sĩ của mình lại. Nếu như sau đó có người tung chuyện này lên mạng thì cô trực tiếp đổ tất cả trách nhiệm lên người vệ sĩ, rồi tìm bộ phận quan hệ công chúng xử lý thì không có vấn đề gì nữa. Lâm Thanh Diện nhìn tên vệ sĩ háo hức muốn thử, vì để anh ta có thể yên tĩnh, anh cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Tên vệ sĩ nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng dậy, tưởng anh bị cơ bắp của mình dọa, lập tức cười lạnh nói, thằng nhóc, sợ rồi chứ gì, sợ rồi thì mau phí lời nữa. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, anh quá ồn ào rồi. Vệ sĩ ngây ra, nhất thời chưa cậu có ý gì. Cứ muốn ép tôi động thủ có phải không? Lúc này một nữ tiếp viên hàng không đi tới, sau khi liếc nhìn tên vệ sĩ, mắt hướng sang Lâm Thanh Diện, hỏi, thưa anh, xin hỏi cần giúp đỡ không? Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, không cần, tự tôi giải quyết là được. Nói xong, anh bèn đưa tay túm lấy tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ thấy cảnh này, lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng của Lâm Thanh Diện ra. Có điều anh ta không nhìn rõ tay của Lâm Thanh Diện động thế nào, chỉ cảm thấy trước mặt mình hơi lắc, sau đó cánh tay đó của anh ta đã bị Lâm Thanh Diện túm lấy. Anh ta lập tức muốn rằng khỏi tay của Lâm Thanh Diện, theo anh ta thấy, Lâm Thanh Diện trông bình thường, chắc không có sức lực gì. Nhưng anh ta dùng sức vặn cánh tay của mình, cánh nữa. Mặt mày tên vệ sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc, cho dù lại tiếp tục thử, cánh tay đó của anh ta vẫn không thể cử động được. Mẹ nó, không ngờ sức của cậu không nhỏ, có điều cậu tưởng. Tên vệ sĩ vốn dĩ muốn nói lời hăm dọa Lâm Thanh Diện, khiến Lâm Thanh Diện buông cánh tay của mình ra, có điều lời của anh ta còn chưa nói xong, bèn cảm thấy trên cánh tay bẻ nát cánh tay của anh đau đớn khiến anh ta lập tức gào lên. Đau, 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 cậu buông ra cho tôi, cánh tay của tôi sắp gãy rồi. Tên vệ sĩ đau đớn sắc mặt đều thay đổi, khí thế hung hăng ngang ngược vừa rồi lập tức biến mất. Xin lỗi tôi, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Xin lỗi cậu nằm mơ, ông đây, á, đau chết tôi rồi. Lâm Thanh Diện lần nữa dùng sức, hơn nữa khống chế lực đạo đến mức cố định, chỉ cần tên vệ sĩ này còn không xin lỗi, anh chỉ cần hơi dùng một chút sức nữa, cánh tay của tên vệ sĩ này sẽ trực tiếp gãy. Tôi nói lại lần nữa, xin lỗi tôi. Nếu không cánh tay này của sĩ lúc này đã đau đến mức gân xanh nổi lên, anh ta thấy Lâm Thanh Diện không giống tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, xin lỗi, tôi xin lỗi anh tha cho tôi. Thấy tên vệ sĩ xin lỗi, Lâm Thanh Diện mới buông tay của mình ra, ngồi lại chỗ của mình. Mọi người ở đây nhìn một màn này đều sửng sốt một trận, đều không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lợi hại như thế, có không ít người còn vỗ tay. Dương Tư Dĩnh cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại lợi hại như mọi người trên máy bay đều bắt đầu cổ vũ thay cho Lâm Thanh Diện, bỗng chốc cũng cảm thấy xấu hổ một trận. Người này dù gì cũng là vệ sĩ của cô ta, vệ sĩ mất mặt, tương đương cô mất mặt. Thật là phế vật vô dụng, trong lòng Dương Tư Dĩnh lẩm bẩm một câu. Tên vệ sĩ sau khi được Lâm Thanh Diện buông tay ra, cũng nhanh chóng lùi về sau mấy bước, dùng một tay ta hằn học liếc nhìn Lâm Thanh Diện, còn muốn tiếp tục so tài với Lâm Thanh Diện. Anh ta cảm thấy mình vừa rồi chỉ là nhất thời sơ ý, bị Lâm Thanh Diện chiếm tiện nghi mà thôi. Có điều lúc này Dương Tư Dĩnh trừng mắt với anh ta biết chuyện này không thể tiếp tục nháo nữa, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu cho Dương Tư Dĩnh, chỉ đành đè lửa không tính toán với cậu, đợi khi xuống máy bay, tôi nhất định để cậu biết sự lợi hại của tôi. Tên vệ sĩ lẩm bẩm với Lâm Thanh Diện một câu, sau đó bèn đi ra sau, ngồi ở vị trí của mình. Thấy tên vệ sĩ rời khỏi. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Dương Tư Dĩnh, mở miệng nói, cô tốt nhất vẫn là dạy bảo quản lý cho tốt, thân là một người của công chúng, ngay cả được mấy ngày. Dương Tư Dĩnh không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà sẽ quay sang phê bình cô ta lập tức trợn to mắt, sau đó không dám tin nhìn sang Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, tôi muốn như nào,
cần anh xía vào sao? Lâm Thanh Diện nhún nhún vai, biết cùng loại người này nói nhiều vô ích, bèn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Trên đường, Dương Tư Dĩnh đều vì Lâm Thanh Diện ngồi cạnh nay ra khỏi cửa thật sự không xem lịch, vậy mà xui xẻo đụng ngay loại người như Lâm Thanh Diện. Cuối cùng, máy bay hạ cánh, Dương Tư Dĩnh lập tức đứng dậy khỏi chỗ, đi ra bên ngoài. Tên vệ sĩ đó cuối cùng bởi vì cánh tay của mình còn đang hơi đau mà không dám tìm Lâm Thanh Diện gây phiền phức. Lâm Thanh Diện thong thả từ trên máy bay đi xuống, khi đến cửa ra của khắp thế giới, nước xa tự nhiên cũng không ngoại lệ, thân là thiếu chủ quan lĩnh, Lâm Thanh Diện tự nhiên sẽ không từ chối loại tiện lợi này. Chương 980, quan ra ngõ hẹp. Không bao lâu, một chiếc xe thương vụ màu đen liền lái đến cửa sân bay. Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính, trông có hơi hiền lành từ trên xe đi xuống, liếc nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì lập tức mỉm cười bước tới. Thiếu, cậu chủ, để cậu chờ lâu rồi. Người đàn ông trung niên vốn dĩ muốn gọi Lâm Thanh Diện là thiếu chủ, có điều suy nghĩ đến xung quanh nhiều người, bèn sửa gọi thành cậu chủ. Lâm Thanh Diện nhìn liếc nhìn người đàn ông trung niên đó, gật đầu với ông ta. Ở trong ấn tượng của anh, người này tên Thẩm Tuấn Văn, là một người có phong cách văn chương trong số người phụ trách của quan lĩnh. Thẩm Tuấn Văn trừ ở nước xa quản lý sản nghiệp của quản lĩnh tại đây, đồng thời cũng kiên trì sở thích của mình, quay phim. Tuy tuổi tác mới hơn 40, Thẩm Tuấn Văn đã là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, phim ông ta quay đã giành được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim khác nhau, là một đạo diễn có thực lực. Đương nhiên, Thẩm Tuấn Văn có thể có thành tựu như hiện nay, trừ thiên phú của chính ông ta, không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của quan lĩnh. Chính là vì có sự ủng hộ tiền bạc của quan lĩnh, Thẩm Tuấn Văn mới có cơ hội quay phim mà mình muốn quay. Cho nên trong lòng ông ta có sự cảm kích vô cùng sâu với quan lĩnh. Lần này Lâm Thanh Diện đến nước xa, là người phụ trách của nơi này, Thẩm Tuấn Văn tự nhiên không dám chậm trễ. Hai người cùng lên xe, Lâm Thanh Diện nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa, mở miệng hỏi, gần đây nghe nói ở đây sắp tổ chức tiệc gì đó. Quy mô cỡ 10.000 người. Bữa tiệc quy mô 10.000 người. Thẩm Tuấn Văn trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này trước lại chưa nghe nói, có điều mạng lưới tình báo của chúng ta ở đây đã rất rộng, muốn tra ra bữa tiệc có quy mô như vậy. Không phải chuyện gì khó, cậu chủ có thể chờ đợi trước, đợi cha ra tôi lập tức báo cho cậu. Lâm Thanh Diện gật đầu. Tôi tối nay có một chầu rượu, liên quan đến bộ phim mới gần đây, không biết cậu chủ có hứng thú hay không, đến lúc đó có thể đến góp vui. Thẩm Tuấn Văn cười rồi hỏi Lâm Thanh Diện một câu. Có thể, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt đáp. Khi chưa có tra được thông tin cũng không thể triển khai hành động, cho nên có thể mượn cơ hội này thư giãn một chút. Không khu biệt thự cao cấp. Sắp xếp nơi ở cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện để đồ đạc xuống, sau khi nghỉ ngơi một lát thì ra ngoài đi lang thang trên đường thành phố Mers. Nhìn chung, phong cảnh con người của thành phố Mers cũng không tệ, cảnh sắc cũng rất đẹp, trên đường phố có những cô gái tóc vàng xinh đẹp với đôi chân dài đi lại, trừ nhiệt độ hơi thấp ra, Lâm Thanh Diện đến quán bar nổi tiếng nhất của thành phố Mers. Quán bar này kinh doanh cực kỳ tốt, vừa đi vào thì nhìn thấy một đám đông. Mà Lâm Thanh Diện cũng lập tức chú ý đến, chính giữa trung tâm của quán bar này có một lôi đài, trên lôi đài, hai người đàn ông vạm vỡ đang giao thủ. Dưới đài tất cả mọi người đều đang hoan hô cho hai người ở trên. Người nước xa vốn nhiên càng thêm nhiệt tình. Thẩm Tuấn Văn thấy Lâm Thanh Diện khá có hứng thú với lôi đài ở đây, bèn mở miệng nói, cậu chủ, tôi phải đi vào trong chuẩn bị trước, bữa tiệc rượu lát nữa sẽ bắt đầu, cậu có thể ở đây chơi một lát. Lâm Thanh Diện gật đầu. Nói, ông cứ đi làm việc đi, không cần quản tôi. Thẩm Tuấn Văn cũng không từ chối, nói với Lâm Thanh Diện nếu như có trong quán bar. Lâm Thanh Diện đứng ở bên rìa lôi đài, nhìn chiến đấu bên trên đang tiến hành, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười. Những người nước xa này tuy thân hình tráng kiện, nhưng chiến đấu không có bao nhiêu kỹ năng, chiến đấu trên lôi đài nhìn trông khiến con người nhiệt huyết cuộn trào, ở trong mắt của Lâm Thanh Diện thật sự không khác mấy đứa trẻ con đánh nhau là bao. Khi Dĩnh dẫn theo mấy tên vệ sĩ của cô ta đi vào trong quán bar. Dương Tư Dĩnh lúc này đã trang điểm vô cùng tinh tế, trên người cũng đổi sang một chiếc váy dài màu đen phô trọn khí chất, trong số mỹ nữ ở thành phố Mers, tư sắc của cô vẫn tính là xuất chúng. Cô ta lấy ra chiếc gương, liếc nhìn gương mặt đã trang điểm của mình, sau đó không. Tên vệ sĩ lập tức mỉm cười, mở miệng nói, xinh đẹp, chị Dĩnh cho dù không trang điểm, ta, mở miệng nói. Người lát nữa tôi phải đi gặp chính là đạo diễn lớn Thẩm Tuấn Văn nổi tiếng quốc tế,
nếu như lần này tôi có thể lấy được vai nữ chính trong bộ phim mới của ông ta, sau này ở trong giới giải trí sẽ không có ai có thể lay chuyển địa vị của tôi rồi. Cho nên tôi bắt buộc phải biểu hiện tốt một chút, mấy người các anh cũng để ý tâm đi chị Dĩnh, đạo diễn Thẩm chắc chắn sẽ không giống như tên khốn chúng ta gặp phải ở trên máy bay đâu, chúng tôi biết nên làm như nào. Tên vệ sĩ đáp, mấy người cùng đi vào bên trong, tên vệ sĩ ở trên máy bay từng xảy ra xung đột với Lâm Thanh Diện liếc nhìn bên phía lôi đài, lập tức nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng ở rìa lôi đài. Anh ta lập tức, chị Dĩnh, chị mau nhìn, đó không phải chính là tên khốn chúng ta gặp phải trên máy bay sao? Dương Tư Dĩnh thuận theo tay của tên vệ sĩ nhìn qua, phát hiện người đứng bên đó quả thật chính là Lâm Thanh Diện. Thật là xui xẻo, không ngờ lại đụng phải tên đáng chết này. Dương Tư Dĩnh lập tức lẩm bẩm một câu. Tên vệ sĩ đó lập tức đảo mắt, mở miệng nói, chị Dĩnh, có cần trận không, trước đó ở trên máy bay, không tiện ra tay, lúc đó mới để cậu ra chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ khác rồi, mấy người chúng ta cùng lên, bảo đảm đánh cho cậu ta đến ba mẹ cũng không nhận ra. Dương Tư Dĩnh nghe thấy lời của tên vệ sĩ, do dự một lát, cảm thấy làm như thế có thể sẽ gây ra phiền phức, hơn nữa cô ta còn có việc chính cần không phải nước C, căn bản không có ai nhận ra cô ta. Hơn nữa người ra tay cũng là mấy tên vệ sĩ này của cô ta, muốn thu thập Lâm Thanh Diện, chắc cũng không cần quá nhiều thời gian. Cho dù thật sự xảy ra chuyện, để mấy tên vệ sĩ này tự mình gánh lấy là được rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc cô ta đi gặp Thẩm Tuấn Văn. Vậy các anh đi thu thập anh có chuyện rất quan trọng, các anh nếu như gặp phiền phức, tôi không quản đâu. Dương Tư Dĩnh mở miệng. Yên tâm đi chị Dĩnh, đối phó một tên rác rưởi mà thôi, sao có thể sẽ gây ra phiền phức chứ? Lát nữa chị ở đó nhìn là được rồi. Mấy tên vệ sĩ mặt mày đều rất tự tin. Dương Tư Dĩnh gật đầu, quay sang liếc nhìn Lâm Thanh Diện ở đó, trên mặt cũng lộ ra nụ tiếp đi về phía Lâm Thanh Diện. Dương Tư Dĩnh cũng mau chóng đi theo, muốn xem thử bộ dạng lát nữa bị đánh của Lâm Thanh Diện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 980.